Bây giờ trong video này thì chúng ta sẽ bắt đầu sang một chương mới Thì trước tiên chúng ta cùng xem lại cái phần nội dung mà chúng ta đã thiết kế trước khi chúng ta bắt đầu Thì Trong cái video trước thì chúng ta đã Đi qua phần Về cài đặt Acero Như làm quen với lại cái giao diện điều hướng thông qua cái chương đầu tiên Chúng ta biết được cách sử dụng một số cái menu chính và một số cái giới thiệu chung Về cái giao diện đó thì đó là cái phần đầu tiên ha cái phần đầu tiên là chủ yếu liên quan đến phần uh, làm quen thì chúng ta sẽ đi quan các phần số 2 thì nó sẽ bao gồm các chương sau ha, cái chương như thế này thì cái phần số 2 này nó sẽ tập trung vào cái việc đó là hướng dẫn bạn cách người ta trực quan hóa dữ liệu git của mình hay nữa là chúng ta thực hiện các thao tác để duy trì cái cơ sở dữ liệu git và thứ ba nữa đó là chúng ta sẽ cùng phân tích dữ liệu cơ bản người ta sẽ dùng một số cái tool để phân tích dữ liệu ha đó thì là là những cái nội dung mà chúng ta sẽ nói trong cái chương này. À, thì trong video đầu tiên này thì mình sẽ à, nói về cái việc đó là chúng ta sẽ chủ quan hóa dữ liệu. thì chủ quan hóa dữ liệu chính là cái bước à, cơ bản nhất à, trong cái ứng dụng GIS Đó là nó sẽ giúp chúng ta thể hiện được dữ liệu GIS chúng ta lên trên cái bản đồ. mà trước tiên trong Zero chúng ta sẽ cùng nói về tạo bản đồ 2D. À, Tức là cái chương này chúng ta sẽ nói về tạo bản đồ 2D. ở à, trong các video trước thì hôm nay là chúng ta có sẵn những cái project rồi và ta mở lên có sẵn dữ liệu ha. À, thì à, bắt đầu từ chương này thì chúng ta sẽ cùng xây à, dựng lại một cái project à, thêm bản đồ vào thêm các laser vào cấu hình các laser thì à, ta sẽ bắt đầu làm cái việc đó ngay từ ngay từ đầu. đấy. À, thì đây chính là những cái chương mà chúng ta sẽ cùng nói qua ha. rồi thì bây giờ mình sẽ giới thiệu hồ sơ trước là về à, tạo bản đồ 2D, ha, tạo bản đồ 2D thì một trong những cái tính năng cơ bản của hệ thống thông tin địa lý GIS đó đó là cái việc đó là trực quan hóa dữ liệu thì trong cái ký tế là chúng ta sẽ uh, sử dụng các bản đồ ha, sử dụng các bản đồ thì uh, để thực hiện cái việc trực quan hóa dữ liệu đó ha thì bản đồ đó, nó cho phép chúng ta có thể uh, nhìn thấy được nè rồi phân tích được cái mối quan hệ không gian giữa các đối tượng ha, trong một hay là nhiều cái laser với nhau đấy thì chúng ta sẽ tạo ra các bản đồ cho nhiều mục đích khác nhau tạo bản đồ trên mục đích khác nhau thì thông thường là chúng ta sẽ cố gắng thể, thể hiện được cái vị trí hay cái vị trí của một cái loại tài sản hoặc là một cái thuộc tính nào đó của cái đối tượng lên trên bản đồ đấy nó ví dụ như là chúng ta sẽ các thửa đất chẳng hạn các thửa đất là một cái đối tượng mà em ta cần muốn hiển thị lên bản đồ ta có thể phân loại các thửa đất theo từng cái thuộc tính của nó hoặc là các hoặc là đường ống chẳng hạn ta sẽ hiển thị nó theo các kích thước vì vậy đó là một cái map mà khi chúng ta tạo ra thì nó trong mạng rồi nó sẽ có nhiều cái lý do lắm, ha thì nó phụ thuộc vào cái mục đích mà chúng ta mong muốn ha. Thì đó là chúng ta sẽ thiết kế một cái map cho nó phù hợp với mục đích của chúng ta thì cũng sẽ không có một cái giới hạn nào về cái số lượng laser trong một cái map đó ta hay không có một quy định nào về cái số lượng đó. Tuy nhiên á thì thông thường là người ta trong một cái map như vậy thì mình sẽ để hiện các laser, thêm các laser nào đó cho nó phù hợp. thôi chúng ta sẽ không thêm tất cả các laser trong một cái map. Vì map nó sẽ hiện những chủ đề khác nhau, bản đồ nó sẽ hiện những chủ đề khác nhau. Cho nên là tại đó thì chúng ta sẽ thêm các laser mà nó phù hợp với cái chủ đề mà cái, cái bản đồ nó đang muốn hiển thị. Thì khi mà nếu chúng ta chính là cái người tạo ra cái bản đồ đó thì chúng ta sẽ phải cố gắng để cân bằng giữa số lượng cái thông tin mà chúng ta muốn và cái mục đích chung à, cái thông tin chung mà chúng ta cần phải có tôi sẽ cần đó những vấn đề đó chứ ta không phải lúc nào ta có đưa tất cả các thông tin lên bản đồ được trong một cái map như vậy thì nó kiểu có rất là nhiều laser à, trong một map thì có rất nhiều laser mà mỗi một cái laser trong cái map như vậy thì nó sẽ có những thuộc tính riêng của nó thì nó có thể bao gồm là các sụt cái, cái laser đó thì cái sụt cái nguồn dữ liệu nằm ở đâu cái Layer đó được symbology như thế nào cái tỷ lệ hiển thị của nó như thế nào tức là cái visible cái rank Rồi, là hệ tọa độ của cái laser đó như thế nào đấy thì khi mà chúng ta tạo ra một cái map á và à, chúng ta tạo map ra thì chúng ta phải thêm layer vào ha. thì khi đó chúng ta sẽ phải cấu hình à, những cái thông tin mà chúng ta mới nói trên cho, cho cái layer đó để đảm đảo rằng cái map này nó cái map này cái bản đồ này nó hiển thị đúng và nó phải hỗ trợ đủ cho cái mục đích mà chúng ta à, để muốn cái cái map hiển thị. Thì trong ACS Pro nó cho phép chúng ta tạo ra các map 2D và map 3D luôn ha trong một project. Tuy nhiên thì trong cái chương đầu tiên này thì chúng ta sẽ tập trung vào cái việc là tạo ra map 2D. Rồi như vậy thì trong chương này chúng ta sẽ tập trung vào việc là tạo và cấu hình những cái map 2D nè Rồi tạo bằng cách tạo ra một cái map mới nè Rồi chúng ta sử dụng các kỹ năng của chúng ta vào để chúng ta sẽ cũng làm cái việc đó ha Thì để bắt đầu vào cái chương này thì các bạn nên xem qua các video ở cái chương trước để chúng ta có được những cái Chúng ta sẽ không phải gì giới thiệu lại những cái tính năng những cơ bản, những cái kỹ thuật chung ha thì bắt đầu vào thì chúng ta chủ, chủ, yếu là chúng ta sẽ khai thác cái phần mềm và chúng ta sẽ giải quyết những cái bài toán như ta đặt ra ha nói nhanh về cách tạo và có hình những cái map 2D á, thì à, nó nói chung thì trong ngày Pro nó hỗ trợ chúng ta nhiều cách thức để chúng ta làm cái việc đó ha ờ, nào là chúng ta sử dụng những cái template có sẵn nè hay là chúng ta sẽ thêm những cái map vào trong project đang có của chúng ta tuy nhiên cái phương thức này nó phù hợp á thì lại tìm ra một phương thức phù hợp thì lại phụ thuộc vào rất là nhiều cái yếu tố ha nó bao gồm những cái ý định cá nhân của chúng ta nữa hai nữa là bao gồm cái mục đích của cái bản đồ chúng ta và đôi khi thì cái 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 map chúng ta thêm vào nó còn phụ thuộc vào cái nội dung của cái đồ mà nó đang có sẵn đó của chúng ta nữa có một việc mà chúng ta cần nhớ đó là trong một cái đồ chat của xem rồi thì có thể là chứa nhiều cái map tuy nhiên tuy nhiên cái việc mà À, một cái một cái đầu chat cho mẹ rồi chứa một cái map thì cũng không phải là cái việc không phổ biến ha à, có nghĩa là cũng sẽ có rất là nhiều trường hợp mà một đầu chúng ta còn chứa một cái map thôi ví dụ như là à, với trò là một nhà quản lý GS ở một cái thành phố chẳng hạn thì đôi khi chúng ta muốn à, chúng ta có một cái map một cái map một cái map bên trong một cái chat đơn giản là bên trong một đầu bên trong một là chứa các cái cái thử đó của chúng ta hoặc là chứa các cái, cái quận thông tin của các quận thôi hoặc là chứa các vùng về uh, quản lý về nhân khẩu chẳng hạn đấy thì uh, chúng ta mong muốn là có những cái map có những rô và chứa những cái map riêng lẻ để tập trung vào công tác quản lý riêng của chúng ta Nên thì cái việc này không cũng, cũng cũng là một cái việc nó không phải là là hiếm ha à, có nghĩa là một cái rô chắc chúng ta là chứa nhiều map tuy nhiên uh, cũng có những cái chúng ta dùng để chứa những cái map riêng lẻ để chúng ta thực hiện đúng mục đích của chúng ta thôi và một việc mà chúng ta cần nhớ là một cái map thì nó chỉ cung cấp cho ta một cái giống như là một cái bức tranh để nó hiển thị dữ liệu chúng ta thôi một cái khung hiển thị dữ liệu thôi cái vấn đề quan trọng là dữ liệu nó sẽ nằm ở trong các laser mà cái laser này thì nó tham chiếu tới cái database thực sự Đấy. thì khi mà ta tạo một cái map thì chúng ta sẽ phải thêm và cấu hình cái nội dung cho cái map đó nó có khá chính là việc thêm và cấu hình các laser cho cái map để chúng ta nó từ cái layer đó nó mới là cái nơi sẽ hiển thị các đối tượng lên cho chúng ta rồi, rồi bây giờ thì chúng ta sẽ à, mở hàng Pro lên ha rồi sau đó chúng ta sẽ bắt đầu rồi sau khi chúng ta mở Asset Pro lên thì trước khi mà vào cái nói về câu chuyện là làm sao tạo một cái map mới thì chúng ta có thể uh, sử dụng lại một cái project cũ đó hoặc là chúng ta mở chúng ta tạo mới một project ha. Thì khi mà chúng ta tạo mới một project á thì nếu mình chúng ta sử dụng template thì ở đây nó cũng có sẵn cái đầu tiên thì chúng ta đã sử dụng bắt đầu luôn là chúng ta chưa có project mà chúng ta tạo mới project. Khi mà tạo một project như vậy thì ở uh, đây có sẵn cái template là uh, sẽ có một cái map bên trong ha. hoặc là nó sẽ có một cái global scene bên trong hoặc là ta tạo một cái project mà không có cái map nào hết. thì hãy có một cái project trước đã rồi sau đó chúng ta sẽ nói câu chuyện chúng ta sẽ add map mới vào. Ở đây trong trường hợp này đây để hướng dẫn nhanh với các bạn là chúng ta sẽ có một số cách nào để chúng ta tạo một cái map mới. Thì ở đây mình sẽ dùng một cái project có sẵn ha, mình sẽ dùng một project có sẵn. vậy thì cách đầu tiên của mình đó là bạn có thể tạo một project tại đây thì bạn có thể sử dụng template thì khi đó chúng ta sẽ có một cái map yên à, cái cái này hoàn toàn mới tinh chưa có là giờ gì hết và sau đó ta sẽ thêm cái giờ vào à, thì cái bước thêm cái giờ vào chúng ta sẽ nói sao thì đây, cái đầu tiên là ta sẽ dùng một project mới và sử dụng cái template ok cách thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng một cái uh, tại một project có sẵn của chúng ta thì vậy thì khi mà chúng ta đang ở trong một project rồi thì có những cách nào để chúng ta có thể uh, thêm mới một cái thêm mới một cái map rồi ở đây thì mình đang có sẵn một project ha rồi, uh, mình sẽ dùng lại project của video trước thôi À, thì sẽ có nhiều cách à, cách đầu tiên à, coi có như là cách thứ hai đi cách đầu tiên là dùng một tấm led hoàn toàn mới nha à. thì dùng một cái mới và dùng một tấm led cách nhất cách thứ hai là chúng ta có thể sử dụng một bên chúng ta vào trong cái tab insert nè tấm sợ đây nó có một cái new map à, thì chúng ta bấm vào trong cái new map này thì nó sẽ cho chúng ta một cái map mới ha à. mà một, một cái map mới ok thì về mà thực hành thì một lát nữa chúng ta sẽ cùng thực hành cùng làm để chúng ta biết được cái thứ như thế nào còn bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua các tính năng trước ha thì cái thứ hai là em lắm một cái mới vô đây bằng cách tay vào trong menu insert tại đây bấm vào trong cái add new map ha ở dưới đây thì ngoài new map ra thì chúng ta có sử dụng được nếu chúng ta sử dụng cái mũi tên này thì nó sẽ cho chúng ta những cái thông tin khác ra còn đây chúng ta đang tập trung vào nó về 2D thì tao ta bấm vào đây thì nó sẽ giúp ta tạo ra một cái map 2D ha rồi một cái cách nữa một cách nữa là chúng ta sẽ tạo một cái map mới khi mà chúng ta ở trong một project tạo một map mới bằng cách là chúng ta có cửa sổ dialog nè Uh, cơ sở catalog này thì ở đây là cái cơ sở project cái band, cái band project của ta ha. Tại đây nếu như bạn ta ví dụ như giả sử như bạn không thấy cái cơ sở catalog này thì bạn có thể tìm nó bằng cách là bạn vào trong cái menu view này. ha, vào trong menu view thì tại đây là bạn sẽ bấm vào cái catalog band ha. thì nó sẽ mở catalog band là như bạn ha. Rồi giả dụ khi ở đây là cái số 2 ha, khi bạn có được cái catalog band rồi ở uh, cái số 3 ha thì bạn có được catalog band rồi thì tại đây là bạn có thể chụp phải vào cái map này bạn chọn new map thì nó cũng sẽ sinh ra bạn một cái map mới ha. Đây là cách số 3 còn có một cách cuối cùng để chúng ta có thể thêm được các map đó là chúng ta có thể import thì Azure Pro hỗ trợ chúng ta import những cái dữ liệu khác vào để tạo ra cái map thì hỗ trợ chúng ta những cái định dạng phổ, biến trước đó ví dụ như là chúng ta có MSD này là nó chính là một cái file MSD từ Azure Desktop nó bao gồm map này hoặc là Active Lock xin thì những cái file đó nằm ở đây. Hoặc là nó cũng sẽ hỗ trợ chúng ta các map package, map packet và một số cái, cái 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 định dạng khác. Thì đây là những định dạng từ của tấm gói của ICF pro Còn đây là những định dạng hỗ trợ cho chúng ta từ cái phần mềm map tức là cái phiên bản ICF ở ghế desktop cũ trước kia đó thì cái việc mà sử dụng các hỗ trợ những việc import các, các, các map này vào thì nó sẽ giúp nó sẽ phù hợp cho cái việc mà cho những người nào mà chúng ta đang cho cho các bạn mà khi chúng ta đang chuyển đổi từ map lên sử dụng ad pro mà chúng ta muốn sử dụng là những cái file msd mà chúng ta đã cấu hình sẵn rồi chúng ta đã thiết kế sẵn rồi tức là nó cái map thôi các bạn nói chung là những cái map thôi mà chúng ta thiết kế thẳng rồi thì chúng ta sẽ có thể import vào trong cái ad pro đó thì đây là cái cách thứ tư ha. Rồi, tóm gọn là cái đầu tiên là chúng ta sẽ dùng một project mới, sử dụng template map. Khi tạo project mới chúng ta dùng template map là cái nhất. Cái hai bên trong khi mà ta vào bên trong một project rồi thì uh, chúng ta có thể uh, sử dụng bên trong cái tab insert cái số 2 tại đây và cái số 3 là chúng ta bên trong cái cái bên catalog thì ta chuột phải chọn new. Cái cuối cùng là chúng ta thấy import từ cái file MBD chẳng hạn vào. Ha. Rồi, sơ bộ qua chúng ta sẽ có những cách như vậy rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu làm cái bài thực hành ha à, các bạn chuẩn bị một cái Azure Pro mới ha bạn mở lại thôi bạn đóng cái cũ đi bạn mở lại rồi về, bởi vì chúng ta sẽ tiến hành mở một cái làm bắt đầu từ một cái project mới ha rồi à, bây giờ cái bài toán đặt ra là ví dụ như chúng ta đang làm cho một cái à, đơn vị quản lý hành chính sự nghiệp của nhà nước ha thế thì à, sếp mới giao một cái bởi vì bởi vì doanh nghiệp họ cần mở một cái mở một cái doanh nghiệp ha tức là người dân họ cần mở một cái doanh nghiệp thì họ đầu nộp đơn lên cho chúng ta thế là sếp mới bảo rằng bây giờ là cái doanh nghiệp này muốn mở được thì họ sẽ cho phép mở ở những cái thửa đất nào là để hoạt động kinh doanh thôi ví dụ như vậy thế là sếp mới bảo rằng là chúng ta cần phải chuẩn bị cho sếp một số cái bản đồ và để phục vụ cho cái việc mà có doanh nghiệp đó họ sẽ mở một cái cái cửa hàng cái một cái công ty gì đó của họ ở trong thành phố chúng ta thì sếp mới cần là một cái bản đồ cho biết vị trí của tất cả các bất động sản mà dành cho thương mại ha ở trong thành phố thứ hai nữa là sếp cũng muốn biết là sếp cũng cần một cái bản đồ khác là hiển thị tất cả các cái cái bất động sản thương mại đó nhưng mà có diện tích từ một mẫu anh nhưng mà uh, cho tới nhỏ hơn ba mẫu anh. Uh, bây sao ở đây trong cái data của chúng ta thì giờ uh, diện tích nó thì nó không phải ở đơn vị là mét vuông á, cho nên là cái data mẫu này thì nó lại theo diện tích là là mẫu anh đó thì bây giờ uh, bài toán đặt ra như vậy ha, bài toán đặt ra như vậy thì uh, chúng ta sẽ cần phải xử lý chỉ à, có hai yêu cầu hai cái map một cái map là uh, làm sao để biết được vị trí của tất cả các bất động sản mà thuộc loại thương mại. Thứ hai nữa là chúng ta chỉ hiển thị các bất động sản thương mại uh, có diện tích từ uh, một mẫu cho tới nhỏ hơn ba, uh, nhỏ hơn ba mẫu anh. Đây. Rồi thì trong cái bài tập này thì uh, chúng ta sẽ tạo ra một cái đồ chắc mới ha, chúng ta sẽ tạo ra một chép mới. xong rồi chúng ta sẽ sử dụng cái uh, tạo bằng cách là chúng ta sẽ sử dụng cái template. Ha. Tạo bằng cách chúng ta sẽ sử dụng cái template. Thì khi mà uh, đầu tiên chúng ta sẽ tạo hai bản đồ. Bản đồ đầu tiên chúng ta sử dụng template tạo ra xong thì trong cái chắc mà mà chúng ta tạo ra với cái template này hiện đã có một cái máu rồi. thì tiếp theo là chúng ta sẽ thêm tiếp một cái map khác nha, uh, trong cái bước sau nữa. Ha. rồi uh, đầu tiên thì chúng ta sẽ dùng template ha. thì tại đây bạn chọn vào uh, map thì sẽ có một cái hộp thoại uh, xuất hiện ra như thế này. Uh, thì tại đây là chúng ta sẽ uh, nhập tên. tôi uh, sẽ điền tên. Uh, ví dụ như uh, cái project name này là mình sẽ điền tên của cái project này. Uh, cái project này À, thì ví dụ như ở đây là chúng ta sẽ điền tên là à, vì trong data ta nó là cái thành phố đây là thành phố trip ha thành phố trip đó. thì bây giờ mình sẽ đặt tên à, bài tập ha như vậy là bài tập à, chúng ta đang đỡ là chương số hai bây giờ ví dụ như bài tập 2 a chẳng hạn mình đặt tên như vậy đó là cái tên tiếp theo là chúng ta sẽ à chọn tới cái đường dẫn mà chúng ta sẽ cần phải lưu trữ. Chúng ta muốn lưu trữ cái rồi chắc này, ha. chọn đường dẫn tới lưu trữ màu chắc này. Thì cái đường dẫn mà để lưu trữ rồi chắc này thì có thể chúng ta sẽ lưu trữ ở bất, ở bất kỳ đâu. Ha. Cái file rô chắc này thì lưu trữ bất kỳ đâu ha. À, cái file này thì như mình có nói ở cái video trước đó, nó không phải là cái nơi chứa dữ liệu ha mà nó chỉ là cái nơi uh, chứa cái tham chiếu tới dữ liệu thật. Thôi. Cho nên cái file chúng ta thể lưu bất kỳ chỗ nào ha. Đấy. À, thì trong trường hợp này à, mình sẽ chọn một cái địa điểm lưu khác ha. Rồi ví dụ như đây sẽ là cái nơi lưu. Đây là cái nơi lưu của mình ha. Rồi bây giờ mình sẽ bấm ok. Đấy thì bạn thấy là ở đây chúng ta sẽ lưu trữ vào trong cái thư mục này. Ở đây nó có một cái tùy chọn là tạo mới một cái folder cho project này. À thì mặc định nó sẽ như thế, có nghĩa là khi mà project này bạn lưu xuống thì sẽ có một cái folder tạo ra để chứa riêng những cái file liên quan tới project này thôi ha. À, thì mình cứ để là mặc định ha. Ở đây có một cái lưu ý cho chúng ta đó là À, chúng ta cố gắng hiện tại chúng ta cố gắng đặt tên các project ấy, thì đừng có khoảng trắng với lại đừng chứa các ký tự đặc biệt cũng như là ví dụ tiếng Việt cho hãy chúng ta đừng có đặt tên theo kiểu tiếng Việt ha à, đấy, bởi vì nó sẽ tránh những cái trường hợp phát sinh về lỗi mà chúng ta không có không kiểm soát được à, bởi vì trong cái cái phần mềm này, này mình mình không chắc nhưng mà sẽ có những trường hợp là không chỉ trong IC pro đâu có những trường hợp là khi mà cái đường dẫn chúng ta có khoảng trắng à, chẳng hạn có khoảng trắng hoặc là à, là những cái tự đặc biệt mà người ta viết tiếng Việt luôn thì có khả năng trong quá trình đọc máy tính nó đọc à, thì nó sẽ đọc sai à, đọc sai chẳng hạn như một cái đường dẫn mà dẫn có khoảng trắng ở giữa thì có khả năng đường dẫn nó chỉ chạy tới đây thôi à, nó chạy tới đây là hết bởi vì nó sẽ không có hiểu được cái khoảng này nó lại là cùng một cái chuỗi với lại cái tên này à, cho nên à, là để tránh trường hợp đó đặt không đặt khoảng trắng mà cũng không đặt cái tên à, thay vào đó nếu chúng ta cần có một cái cách ra để phân biệt dễ đọc thì chúng ta đã sử dụng cái dấu gạch chân như thế này à, thì đó là một cái chú ý cho các bạn rồi à, cuối cùng thì bấm ok như vậy là, là chúng ta mới vừa tạo xong một cái project và chúng ta sử dụng một cái template đấy à, thì bạn thấy trong cái template này chúng ta có chọn cái template là template theo map thì khi mà cái project được tạo ra nó cũng đã có một cái template theo map ở đây và một cái điều đặc biệt là bạn thấy không trong cái map này nó có sẵn cho chúng ta một số cái bản đồ nền thêm à, một số cái bản đồ nền đấy à, thì cái đặc biệt của bản đồ nền này bạn thấy là khi mà nó mở lên nó mở đúng luôn cái vị trí của chúng ta đấy mở đúng luôn vị trí chúng ta thêm ở vị trí cái vị trí đất nước chúng ta đó thì mình không biết là đây là nó có sử dụng cái cái geolocation tức là cái dịch vụ về địa lý về mặt vị trí trên cái máy tính mình hay không. Đấy mà nó định vị được là hiện tại là chúng ta đang ở Việt Nam. Đấy nó xô cái bản đồ Việt Nam lên thì không biết đây là có cơ chế đặc biệt hay không thì mình thấy đây cũng là một cái điều khá là thú vị. Rồi, à, như vậy thì project đã có rồi. Ở trong bước tiếp theo á, thì chúng ta sẽ à, tiến hành thêm và cấu hình các lớp bản đồ vào trong đây. À, cái lớp bản đồ vào trong đây. Uh, về cái cách mà tạo mới chắc này ở đây thì chúng ta nên tạo một cái 2 d thôi và chúng ta cũng sẽ quay lại nói thêm về cách tạo mới chắc tức là dự án tạo mới dự án này ở trong uh, cái chương tiếp theo ha rồi bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị qua cái bước tiếp theo trong bước tiếp theo này thì chúng ta sẽ kết nối với nguồn dữ liệu uh, thì như mình cũng có nói uh, mình nhắc lại thôi uh, là trong cái đó về chết đó cái file mà chắc thì đó không phải là cái nơi chứa dữ liệu uh, mà dữ liệu nó sẽ được nằm bên trong database thì nhiệm vụ của cái cái á, là nó sẽ giúp chúng ta chứa các feature laser từ các feature laser này thì chúng ta mới cấu hình để chọn tới cái uh, một feature layer thì nó sẽ ứng với một cái lớp nào bên trong cái cơ sở dữ liệu từ từ đó nó sẽ hiển thị được dữ liệu bên trong cái cơ sở dữ liệu lên trên cái 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 project ở trên đây cho chúng ta ha thì cái bước tiếp theo này là cái bước mà chúng ta sẽ đi cấu hình để nó kết nối tới cái cái nguồn dữ liệu ha còn cái việc mà chúng ta tạo project này ấy, ở bước đầu tiên này ấy, thì nó chỉ là mới bước khởi đầu thôi, à, chúng ta đã tạo project. à, bây giờ trong project chúng ta cần phải có các lớp dữ liệu. thì trong cái 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 bài thực hành này thì chúng ta sẽ sử dụng cái cơ sở dữ liệu nào? thì mình cũng có cung cấp cho các bạn ở trong cái theo kèm video này thì đó là cái uh, dữ liệu ở trong cái chương số 2 trong chương số 2. Khi mà bạn vào trong chương số 2 thì bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái DB như này thì đây chính là cái DB mà chúng ta sẽ uh, sẽ sử dụng ha. Rồi, uh, thì uh, lát nữa khi mà bạn thực hành đó uh, thì bạn có thể sử dụng cái DB trong chương số 2 này mà mình sẽ cung cấp kèm theo. Ha, là DB này. Đấy, rồi, uh, quay trở lại. Bây giờ để có thể là uh, kết nối được cái cơ sở dữ liệu ha, để có thể kết nối được cơ sở dữ liệu uh, nằm bên trong cái 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 DB mà chúng ta mới vừa thấy đó ha. À, thì chúng ta sẽ ở trong cái cửa sổ catalog này, trong cửa sổ catalog nè Thì cửa sổ catalog này á, thì à, nếu như mà bạn nào à, trong cái phần mềm bạn nào mà không thấy á, à, thì chúng ta sẽ phải vào trong phần à, phần view ha. Bạn vào trong phần view tại đây bạn sẽ thấy có cái catalog ben nè. Thì bạn bấm vào catalog ben thì nó sẽ sinh ra cái cửa sổ catalog này cho các bạn ha. Rồi giờ mình sẽ trở lại à, cho nó trở về trang trạng thái trang map ha. Rồi trong cái cửa sổ này ha là chúng ta sẽ mở rộng cái phần data ra chọn mở rộng phần data bay ra thì khi mà chúng ta sẽ khi mà chúng ta mở rộng cái cái data bay này ra thì ở trong cái mục data này của cái project này thì nó sẽ show lên cho chúng ta mặc định ha nó mặc định nó sẽ show lên cho chúng ta các cơ sở dữ liệu các cơ sở dữ liệu mà nó đang kết nối tới thì tại đây bạn thấy rằng chúng ta có một cái cơ sở dữ liệu tại đây bạn thấy rằng chúng ta có một cái cơ sở dữ liệu thì đây chính là cái cơ sở dữ liệu mặc định khi mà chúng ta khởi tạo cái project này nó sinh ra chúng ta một cơ sở dữ liệu một cái file gdb trong như thế này bạn để ý thấy cái tên của cái file cái cơ sở dữ liệu này nó trùng lại tên của project chúng ta ha thì đây nó chính là cái mặc định có nghĩa là đối với một cái project nha project ở đây thì không chỉ đơn thuần là nó sẽ giúp chúng ta hiển thị được cái dự án lên đây những cái lớp dữ liệu này mà cái file project này nó còn chứa rất nhiều thông tin bao gồm khác miễn là nó tập hợp tất cả tất cả những cái thứ mà cần thiết trong một project vào trong một cái một cái nơi À, một cái nơi thì khi mà bạn mở cái file project ra lên thì bạn thấy là à, chúng ta sẽ có các toolbox đi kèm của cái của cái project này. À, cái database đi kèm của project này. Thì trong trường hợp này khi mà chúng ta tạo mới hoàn toàn thì cái database nó cũng tự động tạo mới cho chúng ta luôn, một cái database trống. này là database này nó có cái tên giống như cái tên của project. Ha, à, đó lý do tại sao bạn mở xuống database thì bạn sẽ thấy nó 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 có một cái database có sẵn. Thì trong các dự án thực tế, ngày nay á, trong dự án thực tế ngày nay thì thông thường khách hàng của chúng ta hả họ đã có sẵn cái cơ sở dữ liệu GIS của họ rồi à, cho nên cái vấn đề của chúng ta là gì là chúng ta sẽ phải kết nối được tới cái cơ sở dữ liệu đó đó chính là vấn đề đặt ra à, thì nhiên đó là, là, là là cái bài toán mà làm sao để có được cái dữ liệu đó thì ngày nay á à, như mình nói ngày nay thì khi mà chúng ta uh, GS đã trải qua rất là nhiều năm rồi và cũng đã rất là nhiều uh, đã được ứng dụng rất nhiều rồi cho nên là hiện tại thì đối với các khách hàng á chúng ta thì gần như là họ đã có sẵn một cơ sở dữ liệu GS rồi cho nên là cái vấn đề chúng ta là à, hiện tại thì chúng ta sẽ không tập trung vào vấn đề là làm thế nào để xây dựng lại từ đầu ha à, thì chúng ta sẽ đặt với bài toán ở đây là chúng ta đã khách hàng chúng ta đã có sẵn cơ sở dữ liệu rồi và chúng ta sẽ tìm cách kết nối tới cơ sở dữ liệu đó ha thì ngoài cái cơ sở dữ liệu mà nó được tạo mặc định trong project này à, vậy thì cái chúng ta đang cần sử dụng đó chính là cái cơ sở dữ liệu nào cơ sở dữ liệu mà như nãy mình mới nói là nó nằm ở trong cái chương số 2 mà mình sẽ gửi nha Đây chính là cơ sở dữ liệu này của cái thành phố Chief Village này Chief View ha à, ví dụ vậy của thành phố này thì như, như bài toán mình đặt từ ban đầu là cái cái người quản trị thành phố này họ đang muốn cần một số cái map và một số cái bản đồ thì uh, db của họ data bay của họ cũng đã có rồi thì vụ chúng ta cần kết nối tới data bay đó rồi để kết nối tới data bay thì bạn chuột phải vào trong cái data bay tại đây bạn sẽ chọn là data bay rồi bây giờ thì chúng ta sẽ chọn đường dẫn tới cái À, thư một mà chúng ta đang chứa cái database ha. À, thì khi mình nhắc lại này, trong cái video này thì đi kèm theo thì mình cũng sẽ cung cấp cho bạn cái dữ liệu của cái chương cái chương này. À, thì trong đó bạn vào cho thư mục đó là bạn sẽ thấy cái database ha. còn bây giờ thì mình sẽ chọn đường dẫn tới cái nơi mình đang chứa cái database của mình. thì đây là nơi mình đang chứa database ha. đây là database này, mình chọn lên database và mình nhấn. À, bạn chọn tới cái nơi chứa database của bạn ha. bạn chọn và sau đó bạn nhấn ok. thì sau khi bạn nhấn ok thì bạn sẽ thấy rằng là ở đây nó đã xuất hiện cái database của chúng ta mới vừa chọn có nghĩa rằng là gì có nghĩa là hiện tại cái rotech của chúng ta à, đã được kết nối tới cái database chip view có nghĩa là à, hiện tại thì cái chúng ta ở trong cái rotech này nè hiện tại thì cái rotech này đã chúng ta đã kết nối được tới cái database chip view như thế này đấy rồi nhắc lại ha trong cái thư database này nó sẽ chứa tất cả những cái database mà cái rotech này đang kết nối tới mặc định thì nó sẽ có một cái database thôi đó chính là database chip bt bài tập 2 a này đây chính là cái database được tạo ra khi mà chúng ta khởi tạo cái này ha còn nhiệm vụ nh chúng ta chúng ta còn phải kết nối tới cái database có sẵn của khách hàng thì đây là trường hợp này chính là chip view gs ha đây là database mà chúng ta đang chúng ta mới vừa kết nối tới tiếp theo trong một project thì ngoài cái uh, thư mục database ở đây thì giúp chúng ta sẽ kết nối được tới cái database mà nào mà chúng ta muốn sử dụng ha ở bước đầu tiên chúng ta cứ kết nối tới trước ha rồi sau đó là chúng ta sẽ từ cái database này chúng ta sẽ đưa cái lớp dữ liệu vào ha thì cái đó bước bước sau ha thì trước mắt chúng ta kết nối đối với database thì chúng ta đã kết nối rồi ok rồi ha tiếp theo là chúng ta sẽ cần phải kết nối à, trong cái đồ chắc này thì chúng ta sẽ cần phải kết nối tới một cái folder nữa à, thì à, trong cái đồ chắc này nè à, cái dữ liệu mà mình cung cấp cho bạn á là trong cái thư mục chương 2 này thì bạn thấy là ngoài cái db ra nó còn có một số cái dữ liệu khác nữa ha còn số cái dữ liệu khác nữa mà xuất laser có sẵn này à, thì trong một lát nữa trong các trong các kỹ thuật phía sau là chúng ta cũng add thêm các laser này vào thành thử ra là chúng ta cần phải kết nối tới cái thư mục này luôn à, chúng ta phải kết nối tới cái thư mục này luôn đấy à, tùy nhưng mà tùy vào trường hợp ha nhưng mà trường hợp này là chúng ta cần phải kết nối tới thư mục nữa đấy tới thứ một thì quay trở lại đây à, bây giờ để kết nối tới thứ một thì bạn thấy ở trong cái folder này trong cái folder này à, chúng ta sẽ à, chuột phải à, chúng ta sẽ add cái folder connection à. đấy à, thì à, cái tại sao chúng ta phải thực hiện cái việc kết nối này là bởi vì à, chúng ta muốn sử dụng được dữ liệu bên trong cái folder này không sử dụng được những cái những cái tài nguyên bên trong cái folder này ví dụ như là những tài nguyên này nè đấy thì hoặc là chúng ta muốn à, sử dụng được các lớp dữ liệu bên trong db này thì đối với Z đây là cách thức của Z Pro thôi nó không giống như phần mềm khác là chúng ta cứ open open xong ra ta tới chúng ta mở chúng ta thêm vào thì nó không không giống như vậy ở đây trường hợp này ở đây là chúng ta nó yêu cầu chúng ta kết nối tới chúng ta phải tạo một kết nối tới cái nơi đó trước đã rồi sau đó là từ cái thông qua kết nối đó chúng ta có thể thêm cái dữ liệu vào thì đây là cái cách hoạt động của Azure thôi ha không sao cả rồi à, bây giờ chúng ta quay trở lại đây à, thì khi bạn sổ cái folder này xuống thì bạn thấy bên trong này nó cũng mặc nhiên nó cũng sinh ra cho bạn một cái folder là cái trip BT2A ha. Rồi bạn cứ để nó ở đó à, tất cả những cái thứ này nè cái chip bt2a cái folder này hoặc là cái cái db này cái db mặc định này được tạo ra ở đâu nó sẽ được tạo ra tại cái thư mục mà bạn lưu trữ cái file rồi chắc này nè à, tùy tùy nhá tùy hồi nãy không biết là bạn lưu trữ cái file rồi chắc này ở đâu thì còn mình là mình lưu trong cái mail rồi chắc thì bạn thấy khi lưu trong My rồi như vậy thì chúng ta vào đây chúng ta sẽ thấy nó sẽ có tất tật những cái thông tin của chúng ta hồi nãy chúng ta mới vừa khởi tạo rồi chắc ra ví dụ như đây là db mẫu nè đây là db mẫu nè đó và một số cái một số cái thông tin khác à, nó sẽ được lưu trữ trong cái thư mục đó À, rồi quay trở lại đây đó, thì giờ nhiều của chúng ta chúng ta sẽ kết nối tới cái folder à, đang chứa dữ liệu của chúng ta à, chính xác đó là khi mà bạn à, tải cái chưa bạn tải dữ liệu về thì nó sẽ nằm trong cái folder này À, tại vậy nằm trong folder này rồi thì giờ ta sẽ kết nối với cái folder đó ở đây thì khi mình làm demo cho các bạn thì mình không sử dụng cái folder chương hai đó bởi à, vì đó là chính là dữ liệu mình sẽ gọi cho các bạn thì mình cũng sẽ sử dụng một cái uh, thư mục folder khác à. dữ liệu nó cũng sẽ y chang như vậy nhưng mà mình sẽ phục vụ cho cái công tác làm demo của mình ở đây à, thì à, ở đây là mình sẽ add connection và mình sẽ chọn tới cái cái thư mục đó ha rồi ví dụ như của mình ở đây là mình sẽ chọn vào cái thư mục chap ba ha chap ba chấp thứ ba thì chắc thứ ba đây chính là cái chương số 2 của bạn đấy à, thì trong cái thư mục này của mình nó sẽ chứa những cái dữ liệu mà giống như là dữ liệu nó sẽ nằm bên trong cái thư mục chương 2 của bạn ha thì bạn sẽ sẽ sử dụng cái dữ liệu bên trong cái thư mục này nhé thì bạn nhiệm vụ của bạn thì bạn sẽ chọn tới cái thư mục chương 2 à, hoặc là cái thư mục này bạn tải về dữ liệu về và bạn đặt tên gì đó tùy bạn miễn là bạn sẽ chọn tới cái thư mục này tới cấp thư mục này thôi ha bạn sẽ chọn tới đây thôi thì trong trường hợp này của mình là mình sẽ chọn tới cái chấp 3 chắc ba này chắc thứ ba này chính là cái thư mục tương đương tương đương thư mục chương 2 của các bạn đấy à, rồi cho khi chọn đến thì mình nhấn ok rồi thì khi mà bạn nhấn ok rồi thì nó sẽ sinh ra bạn cái thư mục mà bạn kết nối tới là thư mục này nó nằm ở đây ha rồi bây giờ ví dụ như mình sổ xuống này bạn sẽ thấy đây sẽ chứa tất cả những cái dữ liệu có bên trong cái thư mục này rồi thì khi giờ chúng ta đã kết nối được thư mục rồi thì chúng ta sẵn sàng để chúng ta có thể sử dụng tất cả những dữ liệu này rồi một cái sự tương đồng nếu như bạn nhớ là nếu bạn chúng ta có sử dụng ad à, catalog cũ trước kia đó thì rõ ràng là chúng ta muốn add dữ liệu vô à, bắt đầu từ phiên bản 10 chấm à, bắt đầu chúng ta muốn add dữ liệu vào á à, thì chúng ta sẽ phải làm một cái hành động là connect tới folder hay à, chúng ta phải tạo một connect tới một cái folder thì bắt đầu khi connect tới folder rồi thì chúng ta có thể vào trong folder đó chúng ta add dữ liệu chúng ta tạo ra các file gdb chúng ta lưu trữ bên trong thư mục đó à, thì à, thông qua việc tạo cái connect tới folder đó thì nó sẽ giúp cho chúng ta à, tiếp cận được chúng ta mở được cái folder mà chúng ta đang muốn làm việc thì nói chung phải có một bước là kết nối tới folder thì azure à, rồi nó cũng tương tự giống như vậy ha, chúng ta phải kết nối rồi trở lại thì như vậy là chúng ta cũng đã uh, hoàn thành được cái việc uh, cái bước số 2 này là cái bước mà uh, tạo kết nối tới uh, tới dữ liệu uh, tạo kết nối tới cái nguồn dữ liệu Đấy. thì ở đây thì mình đã uh, có hai kết nối ha một là kết nối tới db là cái này hai là chúng ta kết nối tới thư mục đang chứa cái đang chứa những cái tài nguyên mà chúng ta sẽ sử dụng uh, nói chung chúng ta cần phải kết nối trước thì cái câu chuyện kết nối này thì để giải thêm cho các bạn để các bạn có thể hình dung ra được đó là uh, dữ liệu thì nó sẽ nằm bên trong cái database rồi đúng không Nó sẽ khác nó sẽ khác cái phần mềm ở đây là nó sẽ khác là những phần mềm khác là ví dụ như mình làm Word Excel thì cái file Word phải đọc uh, file là file xlxd đó chính là cái file chứa dữ liệu luôn à, nhưng mà đối với accept Pro thì cái file project chúng ta không phải là cái file chứa dữ liệu mà thay vào đó sẽ chọn tới cơ sở dữ liệu thực tế à, Việc này nó có nhiều cái lý do mà một trong những lý do mà chúng ta có thể hiểu được đó là À, bởi vì trên thực tế các cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý gs á thông thường thì nó sẽ không có nhẹ đâu nó không phải một mê hai mê ba mê chục mê trăm mê đâu mà thông thường đối với trong thực tế thì những cơ sở dữ liệu này nó có thể đến tới hàng ghi à, cho nên cái việc mà à, lưu trữ dữ liệu vào trong cái project thì nó là cái điều không khả thi nó sẽ giúp nó sẽ làm cho cái ứng dụng mỗi lần chạy lên rất là chậm thay vào đó cái việc lưu trữ dữ liệu thì cứ để cho cơ sở dữ liệu nó lưu trữ và chúng ta chỉ cần tạo cái kết nối tới đó thôi bởi vì trong cơ sở dữ liệu lưu trữ họ không chỉ đơn thuần là lưu trữ và họ còn tổ chức sắp xếp nữa các dữ liệu lại để cho tối ưu thì cái việc đó hãy để cho cơ sở dữ liệu họ lưu trữ ha thì chúng ta chỉ cần tạo cái kết nối tới và chúng ta khai thác chúng ta sử dụng thôi Thế thì đó là một trong những cái lý do mà chúng ta cũng có thể hiểu được chúng ta có thể giải thích ha rồi à, trong bước tiếp theo là bước số 3 à, chúng ta sẽ tiến hành chúng ta thêm các lớp dữ liệu vào là bởi vì chúng ta đã kết nối được rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thêm các lớp dữ liệu vào rồi ở bước này thì bây giờ là chúng ta đã tạo xong cái dự án của mình ha và chúng ta đã thiết lập xong cái kết nối rồi bây giờ là lúc chúng ta sẽ uh, bắt đầu sẽ bắt đầu tạo ra các bản đồ mà theo cái yêu cầu của đề bài ban đầu đặt ra thì đầu tiên là chúng ta sẽ bắt đầu với cái yêu cầu uh, đó là hiển thị cần một cái map để hiển thị uh, cần một cái bản đồ để hiển thị tất cả các bất động sản uh, thương mại bên trong thành phố ở đây ban đầu khi chúng ta tạo cái project này thì chúng ta đã sử dụng cái template là có map thì bây giờ coi như đây chúng ta đã có xong một đã có sẵn một cái map rồi thì nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là gì là chúng ta sẽ như tới đây là cái map đầu tiên của chúng ta ha là cái map mà hiển thị giúp chúng ta hiển thị các bất động sản thương mại á thì đây là cái map đây là cái map đầu tiên của chúng ta ha rồi tiếp theo là chúng ta sẽ dụ chúng ta là chúng ta sẽ thêm các lớp dữ liệu vào thêm các lớp dữ liệu vào trong cái map này rồi thì cái lớp đầu tiên mà chúng ta sẽ cần thêm á trong cái cơ sở dữ liệu á thì trong cơ sở dữ liệu này nó cũng sẽ có rất là nhiều lớp ha cái lớp đầu tiên chúng ta cần thêm đó là cái lớp về cái lớp là lớp giới hạn cái vùng giới hạn của cái thành phố cái thành phố Chief View này nè là vùng giới hạn của nó thì ở đây đặt bài toán đặt ra là giả dụ như là chúng ta sẽ trải qua cái bước là chúng ta tìm hiểu data bay rồi và chúng ta biết trong data bay này nó sẽ có một cái lớp là lớp giới hạn thành phố thì chúng ta sẽ mở lên thôi ha nhiên là mình sẽ chỉ cho bạn cái lớp đó là lớp nào trong quá trình thực hành và một điều nữa đây nó thêm mới là do là khi chúng ta tạo cái đồ chắc này mặc định đó, thì cái bản đồ nền nó đã chọn tới cái khu vực chúng ta tại vì khu vực địa lý của mình đang ở Việt Nam tuy nhiên do cái dữ liệu này của chúng ta nó không phải ở Việt Nam thành thử ra lát khi mà chúng ta thêm dữ liệu vào á thêm dữ liệu vào thì chắc chắn là nếu chúng ta để cái vùng nhìn ở đây thì chắc chắn chúng ta sẽ không nhìn thấy được cái dữ liệu của chúng ta đâu rồi khi chúng ta thêm vào thì mình sẽ cùng zoom tới mua tới cái cái khu vực đó ha bây giờ để thêm vào thì chúng ta quay trở lại đây chúng ta vào chúng ta vào trong cái database ha rồi sau đó chúng ta sẽ mở rộng cái chip view này ra. Đấy, thì trong cái database chip view này thì chúng ta cũng từng nhìn sơ qua thôi. Đại khái trong database chip view này, Gs này nó sẽ chứa toàn bộ cái các lớp dữ liệu của cái thành phố chip view này, ha chứa toàn bộ dữ liệu của thành phố chip view này là trong đây. ha Nó gồm các lớp nền nè, các lớp về hệ thống thoát nước nè, lớp về hệ thống cấp nước nè, đấy. Ha. Và một số cái lớp khác thì trong cái cơ sở dữ liệu này bạn thấy ở đây thì chúng ta có các lớp dữ liệu ha ngoài ra ngoài lớp dữ liệu ra thì chúng ta ở đây chúng ta có những cái và bạn thấy có cái logo nó gồm ba cô vuông chồng lên nhau ha. thì đây chính là cái gì ạ đây chính là cái, cái cái logo này bạn thấy quen quen nếu như bạn à, có tìm hiểu về geotabay thì bạn sẽ thấy đây chính là cái feature dataset feature dataset nó là một cái tập mà, mà giống như là một cái container đó một cái chứa thôi ở bên trong đây thì bạn sẽ hình dung là nó sẽ chứa tất cả các feature layer À, các feature class bên trong một cái feature dataset nó sẽ chứa các feature class đó. Thì người ta gộp nhóm lại nó sẽ có nhiều cái lý do. Cái việc gộp nhóm thứ nhất là để uh, những lớp dữ liệu nó có cùng chủ đề nó sẽ được nằm chung. Thứ hai nữa cái việc gộp nhóm để đưa thành một cái feature dataset nó còn phục vụ cho các công tác uh, về uh, các tính năng trong cái cơ sở dữ liệu ví dụ như ngày xưa thì trong uh, dùng bay thì chúng ta cần đưa đưa nó vô trong một cái feature dataset để chúng ta có thể chạy được graph network hay là dataset network hay là À, kiểm tra topology đó nó có rất nhiều cái cái kỹ thuật mà chúng ta cần phải đưa những cái feature chờ lát này vào trong một cái feature chờ dataset à, ngoài cái việc đó là à, những cái đối tượng này nó có cùng một cái mục đích nó có cùng một cái khoảng một cái vùng không gian hiển thị thì người ta hãy đưa chung để gặp nhóm lại để dễ hiển thị hai nữa là như mình mới nói là nó dùng để uh, xử lý cho một số cái tính năng đặc biệt nha à, thì à, quay trở lại đây thì trong cái lớp bay tức là lớp cơ sở này thì đây chúng ta sẽ có các dữ liệu của thành phố ha rồi đầu tiên thì bên trong đây chúng ta sẽ tìm tới một cái lớp nó tên là city limit đây là cái giới hạn thành phố ha à, giờ chúng ta sẽ đưa cái lớp này vào à, có một cách đơn giản nhất là bạn chỉ cần à, lít chuột trái lên cái lớp này sau đó bạn giữ chuột ha bạn kéo và bạn thả nó vào trong cái vùng cái bản đồ của chúng ta ha bạn thả nó vào đấy thì khi bạn thả nó vào á là nó sẽ tự động à, hiển thị tới vị trí không gian của cái đối tượng của cái lớp này là thứ nhất thứ hai nữa là bên cái cái bên còn này nè nó cũng sẽ hiển thị cái lớp vùng này lên đây cho bạn đó đây là lớp city limit của mình thì đây chính là cái cái vùng giới hạn của thành phố ha là lớp này chúng ta mới về đưa vào đó, thì vừa rồi là cái cách mà chúng ta thêm một cái lớp dữ liệu vào trong bản đồ ha đó là gì à, bằng cái phương pháp là kéo và thả thì khi bạn kéo và thả như vậy rồi thì bạn thấy là thứ nhất là cái vùng hiển thị nó đã không hiển thị ở khu vực Việt Nam nữa mà nó chuyển qua hiển thị trực tiếp tại cái khu vực mà có dữ liệu thứ hai là cái tỷ lệ bản đồ cũng đã thay đổi ha nó tự động nó sẽ hiển thị dạng hiển thị ở cái tỷ lệ tối ưu nhất để chúng ta nhìn thấy toàn bộ cái lớp dữ liệu thì cái cái vùng này đang có màu xanh thì có khả năng là nếu khi nếu, nếu khi bạn thực hành thì có khả năng là ở bên bạn nó cũng sẽ không phải màu xanh đâu khả năng nó là một cái màu khác bởi vì ai ship rồi họ tự động nó tự động nó sẽ up cái màu cho chúng ta cái symbology mặc định nó tự động nó sẽ up nó tùy thuộc vào trong từng cái máy khác nhau ha rồi một cái nói thêm à, thêm có một cái điều đặc biệt là khi mà bạn thêm một cái lớp dữ liệu đầu tiên vào trong cái cái map cái bản đồ ha À, nãy giờ là cái bản đồ này lúc mình tạo qua chưa có lớp dữ liệu này, đúng không khi chúng ta thêm lớp dữ liệu đầu tiên vào nó có hai cái điều đặc biệt mà chúng ta cần phải chú ý à, cái thứ nhất á, là về hệ tọa độ ban đầu một cái map một cái một cái một cái map chúng ta tạo ra thế này nè cái map này nó không có tọa độ nó không có hệ tọa độ tham chiếu à, thì khi mà chúng ta đưa một cái lớp dữ liệu đầu tiên vào á cái điểm đặc biệt đầu tiên đó chính là gì là cái map này nó sẽ bắt đầu lấy cái hệ tọa độ có của cái lớp dữ liệu này, à, lớp dữ liệu này nó sẽ có cái hệ tọa độ ha, nó sẽ lấy cái hệ tọa độ của lớp dữ liệu này nó làm cái hệ tọa độ cho toàn cái map luôn. Như vậy kể từ giây phút sau, à, từ cái lớp dữ liệu thứ hai chúng ta đưa vào, thì khi đó giả dụ như cái lớp dữ liệu thứ hai đó nó khác cái hệ tọa độ với lại cái lớp dữ liệu đầu tiên này nè, hay nó chính xác là nó khác cái hệ tọa độ với lại cái map này, bởi vì cái map nó là lấy hệ tọa độ theo cái cái lớp dữ liệu đầu tiên, à, thì khi đó cái lớp dữ liệu số 2 nó sẽ được gọi là project on the fly có nghĩa là gì nó sẽ được tiến hành tự động chuyển đổi dữ liệu uh, chuyển đổi hệ tham chiếu về theo cái hệ tham chiếu đang có của cái map để nó hiển thị cho các bạn. À, đó là cái điểm đặc, đặc biệt đầu tiên đối với cái lớp mà lần à, đầu cái lớp đầu tiên của cái map chúng ta đưa vào á thì khi mà cái lớp đầu tiên của cái map đưa vào nó có một điểm đặc biệt đầu tiên đó là nhất là như mình đã nói á là về cái hệ tham chiếu không gian ha, hệ tham chiếu không gian. Nói chung luôn là hệ tham chiếu không gian ha. Rồi, tiếp theo cái đặc thứ hai á là cái bản đồ nó sẽ tự động phóng tức là zoom tu tới cái phạm vi dữ liệu như bạn thấy đây à. và nó chỉ thực hiện cho lớp đầu tiên này thôi kể từ lớp thứ hai trở đi á là nó sẽ không có làm cái việc này nữa đó là hai cái điểm đặc biệt đầu tiên mà chúng ta có thể uh, các bạn có cần chú ý về cái việc là cái lớp đầu tiên khi mà nó thêm vào cái map rồi bây giờ chúng ta sẽ làm một số cái thao tác uh, cái lớp city limit này bạn thấy là hiện tại là nó có một cái màu là màu đặc nè nó đặc luôn nó fill đặc luôn solid tức là nó đặc À, bạn không thấy được cái map bên dưới mà sẽ không thấy được bản đồ nền bên dưới à, thì giờ mình sẽ thực hiện cái việc thay đổi cái symbology cho nó để nó trở nên trong suốt hơn và để chúng ta chỉ cần nhìn thấy cái đường biên thôi và nhìn thấy đường biên và chúng ta vẫn thấy được cái phần bên dưới của nó để thay đổi symbology cho laser này thì à, các bạn nhớ lại cái video trước chúng ta có một vài cách ha à, thì một trong những cách đó là chúng ta phải sử dụng cái feature và chúng ta sử dụng cái symbology ở đây à, đó là cách mà mình đã hướng dẫn trong cái video trước hoặc là chúng ta thể bấm trực tiếp lên trên cái cái symbology đây để chúng ta vào cái bảng symbology setup để chúng ta thiết lập cái symbology cho nó. Ở đây thì mình sẽ link lên trên cái biểu tượng này để mình mở trực tiếp cái bảng symbology lên cho nó nhanh ha. À trước tiên thì giờ mình muốn đổi tên của cái lớp này lại ha. Thì giờ mình sẽ mở cái bảng thuộc tính của nó lên cái bảng thông tin cấu hình của lớp này lên thì đó mình sẽ đổi tên ha bằng cách là mình sẽ nhấp kép chuột lên trên cái layer này. À, thì tại đây thì mình sẽ sửa lại thành là uh, city uh, limit. Ha. À, rồi sau đó mình ok để đổi tên layer. ở à, đây rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ trở lại với lại cái bảng uh, symbology này để chúng ta thay đổi tên của cái lớp uh, cái lớp city limit này. Ở đây thì chúng ta sẽ uh, lựa chọn cái uh, symbology uh, là cái uh, black outline high point này. nha. Trong trường hợp mà bạn không tìm thấy cái cái symbology này thì chúng ta cũng có thể search ha, thì như mình cũng có nói trong video trước rồi chúng ta cũng hoàn toàn có thể search uh, black outline như thế này ha. Đấy thì bạn search thì nó cũng sẽ ra thôi, ở đây ha. Tiếp theo thì mình đang muốn sửa lại một số uh, về cái uh, đường viền của cái uh, cái symbology này tí xíu ha thì mình vào phần bên, bên property. Thì khi bạn qua robot thì bạn thấy tất cả những cái cấu hình hiện tại cho cái đường viền này, à, nó đang hiển thị ở đây. bây giờ chúng ta sẽ sửa lại. ha. đầu tiên thì mình sẽ sửa nó từ 2 point thành 3 point. sau khi thiết lập về độ dày của nó để mình nhìn cho nó rõ ràng hơn đó, thì bây giờ mình sẽ bấm apply. rồi như vậy là cái symbology này với độ dày là 3 point đã thiết kế xong rồi. bây giờ chúng ta sẽ à, sử dụng cái symbology xong thì chúng ta đóng lại. tiếp theo thì bạn quay lại tab uh, map bây giờ thì mình sẽ tiến hành thêm một lớp dữ liệu vô nữa ha à, như vậy là cái map thì chúng ta thì chúng ta đã thêm một cái lớp dữ liệu là lớp city limit là bằng cách chúng ta kéo trực tiếp rồi à, thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái trong tab map để chúng ta tiến hành thêm một lớp dữ liệu nữa thì cách thức thêm này thì mình cũng đã giới thiệu ở các video trước ha, là chúng ta sử dụng cái công cụ add data để chúng ta thêm vào thì đây là bạn nhấn vào trong cái biểu tượng này ha rồi thì tại đây là bạn chọn vào trong cái bạn đừng quan tâm cái phần này ha, phần này nó hiển thị lại những cái phần dữ liệu cũ trước đó bạn vừa kết nối rồi thì cái quan trọng là trong cái project của chúng ta ở đây à là đây là trong cái thư mục DB này là những cái DB mà mình đã kết nối tới ha thì bạn xổ xuống. rồi bạn chọn vào trong cái DB này của chúng ta. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục thêm một số lớp dữ liệu khác ha. À, bạn vào trong cái feature dataset base này ha. Ở à, tại đây thì chúng ta sẽ thêm một số lớp dữ liệu như sau. Đầu tiên là lớp county limit. À, tiếp theo là lớp uh, NATWTR thì tại đây á, là chúng ta muốn thêm được nhiều á, thì bạn giữ phím control ha ở đây ta thêm lớp này vào và tiếp theo ta sẽ thêm lớp này vào và cuối cùng là mình sẽ thêm lớp này vào ờ, ý nghĩa của lớp này thì chúng ta sẽ nói sau ha sau đó bạn nhấn ok đấy thì sau khi bạn thêm dữ liệu vào thì à, Pro nó tự động sắp xếp ha các lớp đường thì nằm ở trên rồi tới lớp vùng À, và một lần nữa thì có, có khả năng uh, về màu sắc thì ở bên máy của bạn á, khi bạn làm thử bạn thực hành theo thì khả năng nó sẽ khác cái màu sắc này ha thì tóm lại thì như vừa rồi á, là bạn thấy là chúng ta đã thêm tất cả là năm lớp một hai ba bốn và năm trong đó là cái lớp city limit là chúng ta sẽ thêm trực tiếp bằng cách là chúng ta từ cái kênh nó sành chỗ kết nối tới database ấy, chúng ta uh, lít kéo và thả cái lớp dữ liệu vào đây và tiếp theo là chúng ta cũng có thể sử dụng là cái tính năng add data à, để ta thêm vào rồi như vậy thì chúng ta đã biết được hai cách để mà thêm một cái dữ liệu vào trong một cái map. Bước tiếp theo là mình sẽ tiến hành symbology để hiển thị cái ký hiệu cho bốn cái lớp mà mình mới thêm vào lớp này, lớp này, lớp này và và lớp này ha. Rồi thì đầu tiên mình sẽ làm hai bước ha. Đầu tiên thì mình sẽ đổi tên cái lớp này lại rồi sau đó là mình sẽ tiến hành setup cái symbology cho nó. Để đổi tên thì bạn nhấp kép vào trong lớp này tại phần general tại đây thì bạn sẽ tiến hành đổi tên nó thì cái lớp rr track này á, thì nó chính là cái lớp đường à, đường tàu hỏa ha tức là cái uh, rail rod rồi như vậy bạn đổi tên xong thì bạn bấm ok rồi, tiếp theo là mình sẽ thiết lập cái symbology cho cái lớp này à, thì đơn giản nhất và nhanh nhất thì ta bấm vào trong cái biểu tượng này để nó mở cái bản symbology lên thì đối với cái kiểu đường này á à, chúng ta sẽ lựa chọn một cái symbology có sẵn ha thì như mình nói ở cái video trước À, ở đây chúng ta có một cái thư viện thì chúng ta có thể tìm kiếm những cái biểu tượng có sẵn ha. À, ở trường hợp đây là cái uh, cái đường uh, đường tàu hỏa đúng không? thì chúng ta có thể lựa chọn xòe theo cái từ uh, railroad này đấy. thì đây là nó sẽ xuất hiện cho chúng ta một số cái uh, cái biểu tượng ha. thì mình sẽ lựa chọn cái biểu tượng này rồi sau đó à, bạn lựa chọn biểu tượng này nha đấy thì khi bạn lựa chọn biểu tượng này thì bạn sẽ thấy là cái biểu tượng như đây nó đã thay đổi theo ha rồi tiếp theo là mình sẽ set up symbology cho cái lớp này thì cái lớp này nó có cái tên đầy đủ đó chính là stream and creek có nghĩa là cái lớp này nó sẽ hiển biểu diễn các uh, các dòng sông các dòng và cái nhánh sông ha đấy uh, thì đầu tiên thì uh, quên mất là đầu tiên là mình sẽ cũng phải đi thiết lập lại cái tên cho nó để cho nó cái tên này nó trở nên dễ nhìn hơn ha thì ở tiên ở đây thì mình sẽ xếp cái tên nó là stream ờ, ở đây thì mình sẽ dùng một cái ký hiệu này để mình thiết lập cái tên cho nó ha. Rồi sau đó thì mình nhấn ok là cái tên hiển thị. Tiếp theo là mình sẽ set cái symbology cho nó. Thì cái symbology này thì đây chính là uh, các dòng sông ha, các dòng sông các luồng, luồng sông á. À, dạng tuyến á, thì ở đây mình sẽ dùng là water sau đó mình nhấn enter để mình xem xem là ở đây nó sẽ gợi ý những cái gì đây thì ở đây là mình sẽ lựa chọn cái water này để mình biểu diễn ha à, tuy nhiên đó là cái uh, mình sẽ sẽ up lại xem cái 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 cái, cái water line này thì nó đang có độ dày bao nhiêu poi thì giờ mình sẽ qua property à, mình qua property tại đây thì mình thấy nó đang có một poi à, như vậy là đúng ý của mình rồi cái này tùy bạn ha ở đây mình muốn nó là một voi rồi sau đó, à, cái này nó đang là một bôi có sẵn chúng ta sẽ không còn sửa gì cho nên chúng ta sẽ không cần phải bóp offline gì hết. rồi như vậy là à, như vậy là cái symbology này thì chúng ta đã đã thiết lập xong ha và nói là đang sử dụng là cái à, cái water à, bạn có thể kiểm tra lại ha cái water dạng like đây là cái này. rồi à, như vậy là chúng ta sẽ up xong cho cái à, cái 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 lớp stream bây giờ chúng ta sẽ thiết lập tới cho cái lớp đó là lớp uh, county limit uh, lớp county limit này thì nó chính là cái lớp hiển thị cái cái phạm vi của cái hạt uh, county tính là hạt đó là ha rồi giờ để đầu tiên chúng ta vẫn phải cần uh, sửa đổi cái tên của cái lớp county này lại tí xíu ha và về symbol thì ở đây chúng ta làm xong à, sau đấy bạn à, nhớ làm xong bạn đóng lại ha rồi ở đây mình sẽ sửa tên của lớp county tí xíu thì ở đây mình sẽ ghi là uh, county limit À, ở đây mình sẽ không có chữ S ha. Sau đó bằng bấm OK. Rồi tiếp theo là mình sẽ sớp cái Symbology cho nó. Rồi, bằng cách bạn nhắm trực tiếp vào thì nó mở bản Symbology lên. Ở đây thì mình sẽ để... Cái... Uh, nó đang hiển thị màu mặc định như thế này thì ở đây mình sẽ xếp lại cái màu cho nó ha. Rồi ở đây thì mình xếp thành là cái màu xám như thế này rồi uh, tùy thì cái màu xám này thì bạn nếu mà bạn uh, bạn thấy thì ở đây nó là cấp độ xám là 20 30 à thôi bây giờ mình sẽ thích cái cấp độ xám đó là 60 ha đấy và cái độ dày của đường là hai point rồi. ở đây uh, do có sự thay đổi so với mặc định thì sẽ đó bạn phải bấm apply tiếp theo đó là lớp này à, thì lớp này nó chính là cái lake and point tức là nó đề cập các hồ ha các hồ nước á à, thì đầu tiên thì mình cũng sẽ sửa lại cái uh, cái tên cho nó ha, thì mình sẽ sửa lại nó là Black và Pond là cái hồ nước, rồi mình sẽ bấm OK à, về mặt uh, symbology của nó thì mình cũng sẽ, uh, sẽ up lại cái symbology của nó luôn ha. Rồi mình qua phần Gallery ở đây thì mình sẽ để luôn cái màu mặc định này, giờ mình chỉ cần thay đổi cái cái thuộc tính cho nó thôi. Ở đây thì bạn sẽ uh, bạn thấy ở đây nó có rất là nhiều cái uh, cái màu nè ha thì chúng ta sẽ lựa chọn một cái màu cho nó ở đây thì mình nghĩ rằng là mình sẽ uh, chọn cái màu em uh, xem nè màu nào nhỉ uh, màu blue uhm, được rồi bây giờ mình sẽ lựa chọn đó là màu khi uh, màu big sky blue ha bạn lựa chọn màu big sky blue rồi ở đây thì đối với cái vùng ấy, nó có những thuộc tính là cái màu của vùng thứ hai nữa là nó có cái màu của cái đường viền của cái vùng đó thì ở đây là mình sẽ lựa chọn một cái màu uh, màu xanh uh, tan, blue ha và cái độ dày này thì mình sẽ set up nó hình là một point luôn rồi sau đó là bạn bấm ok đó thì bạn thấy là các vùng uh, các vùng của các hồ á, đại diện các hồ thì nó đã thay đổi rồi nè đấy ok bây giờ coi như là chúng ta set up xong cái symbology cho tất cả các lớp trên đây rồi bây giờ mình sẽ đóng nó lại bây giờ thì mình sẽ giới thiệu nhanh à, cái này tí xíu ha cái này thì mình chưa giới thiệu trong các video trước đó là ở trong cái uh, cái band content nè thì bạn thấy trong cái còn content này nó giúp ta hiển thị các layer lên đây thì nó có rất là nhiều cái option uh, hiển thị ha thì ở đây bạn thấy cái option này là option hiển thị theo thứ tự nó vẽ theo thứ tự nó vẽ thì bạn bấm vào đây thì bạn thấy các lớp này nó sẽ nằm ở theo thứ tự vẽ à, tức là trên bản đồ chúng ta cái lớp uh, rail road này nó nằm trên cùng nè rồi tới lớp này và lớp dưới cùng sẽ là lớp uh, city limit đấy thì cái lớp nằm phía trên chúng ta chỉ nhìn thấy nó trước và lớp nằm bên dưới chúng ta sẽ nhìn thấy nó sau à, thì là sắp xếp một thứ tự mà chúng ta có thể nhìn thấy được hiển nhiên với cái thứ tự ở đây thì chúng ta cũng có thể chủ động chúng ta thay đổi chúng ta chúng ta thay đổi cái thứ tự này và tuy nhiên thì đây là cái thứ tự mà nó hợp lý nhất để về mặt hiển thị ha ví dụ như lớp vùng này thì nó phải nằm bên dưới tất cả những cái lớp đường như là uh, các lớp đường giới hạn của cao ti của hạt nè hay là các lớp đường biểu diễn cho các con sông nè ha đấy hoặc là biểu diễn cho cái đường 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 tàu hỏa đường sắt nè đấy thì nó phải nằm bên trên của cái lớp vùng này đấy chứ nếu lớp vùng này mà nằm bên trên thì nó sẽ che mất những cái lớp này đấy đó là lý do về mặt hiển thị ha rồi à, bây giờ thì mình sẽ kéo cái lớp uh, county limit này ha. cho nó nằm bên dưới của cái cái city limit thì theo mình đang hiểu là cái cấp độ của cái city của cái hạt này nè thì nó sẽ lớn cái cấp độ của city à, thành thử ra là nó sẽ nằm bên dưới để mình thấy được cái đường bao của nó tiếp theo là mình sẽ di chuyển cái lớp uh, hồ nè cái lớp hồ hay các uh, lớp hồ này kia hồ nước này kia nè ha mình sẽ di chuyển nó lên trên cái lớp uh, sông suối cho nằm phía trên lớp sông suối rồi ở đây là mình đang sắp xếp lại một số cái lớp dữ liệu ha đó, thì sau khi sắp xếp xong thì bản đồ của bạn thì khả năng nó sẽ trông giống như thế này rồi tới bước này là coi như là mình đã xếp xong một số cái lớp dữ liệu để xếp symbology nó ha để trực quan hóa thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta sẽ lưu cái project này lại ha rồi thì đến đến điểm này thì chúng ta đã thêm được một số cái lớp cần thiết một số cái lớp mà nó nằm bên trong cái phần nền cái phần cơ bản của cái thành phố trips view này chúng ta thêm vào, ha. Uh, mình sẽ nói thêm ở đây bạn thấy là bản chất cái map này khi mà chúng ta khởi tạo ra thì đây chúng ta có một số cái một số cái lớp ha mà nó mặc định đã có thì hai cái lớp này nó được gọi là lớp nền, lớp nền thì adri họ cung cấp một số cái lớp nền ha họ có một số lớp nền thì các lớp nền này nó sẽ phục vụ mục đích duy nhất cho chúng ta mục đích mà chính của việc này đó là nó sẽ giúp cho chúng ta uh, cung cấp cho chúng ta thêm các thông tin thêm về mặt định hướng À, nó làm cái nền bên dưới để từ đó chúng ta có cái lớp dữ liệu của chúng ta từ đó có thể tham chiếu xuống để ta biết rằng ai có khu này đang nằm ở đâu đấy nó tùy vào từng loại bản đồ nền khác nhau thì cái nội dung thiền của các loại bản đồ nền đó, nó cũng khác nhau ở đây thì chúng ta thấy có một cái bản đồ nền về uh, địa lý ha đó, của cái cái vùng này thì bạn nhìn vô đây thì bạn chỉnh hình dung bạn thấy là uh, nó có đường có tên đường này kia đồ nè đấy thì cái bản đồ nền này ha thì hiện tại là cái máy chúng ta đang có hai cái bản đồ nền và có rất nhiều loại bản đồ nền khác nữa tùy mục đích sử dụng của chúng ta ha rồi bây giờ cái bản đồ này á cái bản đồ này nó còn một cái lớp cuối cùng nữa chúng ta cần thêm vào một lớp cuối cùng nữa chúng ta cần thêm vào thì đó chính là cái lớp mà nó sẽ giúp hiển thị tất cả các uh, các thửa đất các thửa đất mà là dạng thương mại thì uh, thì ở đây là bạn thấy là một cái lớp như vậy ở đây nó sẽ có những cái symbology được thiết lập sẵn ha đấy uh, thì một cái lớp mà nếu chúng ta thêm trực tiếp từ data bay vào sau đó chúng ta phải setup lại cái tên cho nó và cái symbology như nãy giờ mình làm đấy nó là một cái cách ở à, ngoài ra ngoài ra à, chúng ta còn một cách khác nữa đó là à, một ai đó nếu một ai đó nếu một ai đó có tạo sẵn một cái một cái lớp và được lưu lại à, ở dưới dạng một cái laser à, giống như như thế này giống như cái à, dữ liệu mà, mà mình mình có ở đây ở đây ví dụ như lớp này đấy thì uh, khi mà người ta làm như vậy thì người ta đã lưu người ta đã xuất những cái cấu hình của cái laser đó ra uh, và được lưu trữ lại trong một cái file laser như thế này uh, thì chúng ta có thể tận dụng là cái file này uh, chúng ta add nó vào trong cái cái bản đồ của chúng ta uh, để sinh ra một cái laser uh, khi cái laser đó được tạo ra thì cái symbology đã được có sẵn rồi nó cũng giống như các bước này ví dụ như ở đây là mình cũng đã xếp sẵn cái lớp là black uh, and pole này nó uh, nó sử dụng cái màu này thì chúng ta cũng có thể uh, xuất cái lớp này ra thành một cái laser một cái file laser giống như là cái file laser này ở đây đấy uh, thì sau đó thì sau đó người sao họ chỉ cần import cái laser này vào thôi uh, như vậy là uh, bây giờ khi mà import vào thì họ sẽ có hai thứ một đó là cái lớp dữ liệu uh, cái lớp dữ liệu sẽ hiển thị lên hai nữa là cái về cái màu sắc uh, nó đã thiết kế sẵn rồi uh, nghĩ người, người ta đang lưu lại toàn bộ cái cấu hình gì đó uh, cái cấu hình cho cái laser này mà nó xuất ra À, thì trong cái uh, cái dự án này của mình á ở đây là mình có chuẩn bị db mình có chuẩn bị sẵn một cái laser ha à, cái laser cái file layer thì cái file layer này đã được cấu hình uh, các symbology hết rồi thì nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẽ add cái laser đó vào đây đó, thì cái layer đó nó sẽ giúp chúng ta hiển thị được các bất động sản mà có uh, mà là thương mại ha đấy uh, thì ở đây chúng ta đang muốn học thêm vài cái cách khác nhau của việc đưa dữ liệu vào à, chúng ta có thể đưa trực tiếp uh, dữ liệu từ data cơ sở dữ liệu vào hoặc là chúng ta có thể uh, đưa dữ liệu thông qua một cái file laser Bản chất của file laser nó chính là cái file dùng để chứa thông tin cấu hình của laser đó. Ha, thì bên trong nó sẽ có hai thứ quan trọng. Một, nó sẽ có được cái địa chỉ trỏ tới uh, cái địa chỉ tham chiếu trực tiếp tới cái lớp dữ liệu thực tế của nó. Uh, hai là nó sẽ có được cái symbology nó được lưu trữ bên trong cái layer đó. Ha, thế thì đó là cái cách thứ hai mà chúng ta có thể thêm một cái laser vào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thêm cái laser mà trong cái cơ sở dữ liệu, mà trong dữ liệu mà chúng ta có đó vào ha, thì đây, thì các layer, các dữ liệu này mà hồi nãy là chúng ta đã à, có à, kết nối tới một cái thư mục rồi đó, à, thì đây chính là cái file đó của chúng ta ha. Rồi để thêm cái lớp này vào thì à, chúng ta sẽ làm như sao, chúng ta chọn lên đó, chúng ta chuột phải và chúng ta chọn add to current map. Rồi thì như các bạn thấy đó ha, thì à, một cái layer mà chúng ta thêm vào thì bản chất khi mà một cái layer chúng ta thêm vào thì nó cũng sẽ giống như layer mà ta thêm trực tiếp từ dữ liệu vào thôi ha thì nó cũng sẽ có hai thứ một là cái uh, suột nó chọn tới là cái lớp dữ liệu nào và hai là bạn thấy trong cái layer này người ta đã set up sẵn những cái symbology rồi nè bạn thấy không đấy nó sẽ xong symbology rồi thì cái symbology này được thiết kế là theo cái loại của cái bất động sản đó thì ngoài những cái thông tin này ở đây thì một cái lớp như vậy một cái lớp như vậy một cái laser như vậy thì nó còn được thiết lập các thông tin khác nữa mình nói ví dụ như là cái thông tin về về mặt hiển thị chúng ta có thể quay lên trên cái phía chờ đây chúng ta sẽ thấy ha thì khi mà bấm vào trong cái phía chờ laser thì bạn thấy đối với cái lớp này ở đây thì nó không có thiết lập cái cái tỷ lệ hiển thị nè ha nó cũng không có thiết lập cái temperance nè Đấy. hoặc là nếu có thì những thông tin nó sẽ được phản ánh ở đây thì ở đó bạn sẽ biết được à cái laser này đã được thiết lập những thông tin trước như vậy à, thông qua cái việc thiết lập này thì à, với cái laser này ở đây thì người ta có thể người ta mang đi người ta gửi cho người này người kia à, và tất cả những cái thuộc tính này đã thiết lập sẵn thì nó sẽ được giữ lại và người ta chỉ cần đưa vào và người ta à, nếu, trong trường hợp này là người ta chỉ cần à, setup lại cái cái data ha ta chọn đúng cái lại chọn đúng vô trong cái cái laser đúng là khi đó chúng ta sẽ có được cái lớp một cái lớp laser thông thường và với cái symbology đã được thiết lập sẵn rồi việc đầu tiên mà chúng ta cần phải xử lý đó là chúng ta cần phải uh, sửa lại cái data suộc cho cái cái laser này ha rồi tới đây thì bạn bấm vào trong cái database của chúng ta ha rồi đây là database của chúng ta đây ở đây bạn thấy là chúng ta có lớp zone nè thì bạn chọn lớp zone này ha rồi sẽ đó bạn bấm ok thì cái laser này nó sẽ chọn tới cái đúng là nó sẽ phải chọn tới cái lớp zone này nè đấy thì đây là một cái đúng này ha rồi bạn bấm ok à, bởi vì trong cái 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 project này của mình á cái db này á cái, cái db này là mình đã thay đổi cái vị trí rồi mình để nó bên trong rồi chắc à, thì bạn có nhớ là trong các video trước á mình nói khi mình cung cấp cái db á thì bạn cũng có thể tự tổ chức cái db đó bạn để nó trong một cái database riêng như thế này nè đó, thì đó là mọi thứ mà cứ chọn trong database này thôi trong cái thư mục database này thôi ha nó lại cách để lưu trữ thôi còn hiện tại thì cứ trong một cái project trong một cái chương như vậy thì mình uh, nhân bản cái db ra mà để riêng trong chương để nó phục vụ cho công tác là uh, các bạn có thể theo, theo dõi trong từng chương một từng chương một ha rồi quay trở lại đây uh, sau khi bạn chọn zone sẽ là bạn bấm uh, xin lỗi bạn John bấm ok À, thì cái lớp này đã được chọn lại data suốt đúng rồi đó ha. Thì bạn thấy là uh, trong đây uh, trong cái lớp do này là nó show lên nó hiển thị lên tất cả các uh, bất động sản và nó đã phân loại cho bất động sản ở đây uh, có rất là nhiều loại bất động sản ở đây ha. Như vậy uh, cái nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là gì? Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là cần phải làm sao để chỉ hiển thị các bất động sản thương mại thôi. Ở đây đây thì tất cả bất động sản. À, nó symbology lên như bạn thấy nè. Hiển thị tất cả bất động sản ha. thì nhiệm vụ chúng ta cần phải lập các bất động sản thương mại mà thôi rồi bây giờ mình sẽ uh, quay lại cái phần sub symbology cho cái lớp này ha đầu tiên thì bạn vào trong cái feature laser à, nhưng bạn chọn lên lớp này rồi thì yeah, bạn nhớ ha, bạn vào trong feature laser thì tại đây bạn bấm vào trong cái mũi tên trên chỗ Symbol nè đấy uh, mình cũng tìm hiểu một chút ha thì tại đây bạn thấy là cái unit value này nó đang được uh, lựa chọn à. có nghĩa là gì uh, có nghĩa là cái symbology này nó đang được hiển thị theo cái uh, phân loại yeah, phân loại có nghĩa là bên trong cái lớp này bên trong cái lớp này á nó có bao nhiêu cái cái loại về bất động sản á thì nó đã phân loại ra đây cho bạn thấy ha Đấy, thì đây là một trong những cái cái kỹ thuật này là unit value kỹ thuật kỹ thuật để giúp ta symbolize thôi thì cái lớp cái laser này nè nó đang được up theo cái kỹ thuật này thì đó là đây là một trong cái ý nghĩa mà mình mới nói nè đó là cái laser này mình chỉ cần xếp sẵn thôi thì sau đó mình chỉ cần cung cấp cho người này cung cấp cho đồng nghiệp mình cung cấp cho người khác thì họ khi họ ẹt vào thì à, mọi thứ được xếp sẵn rồi. rồi chúng ta không cần phải xếp lại hoặc thậm chí chúng ta không cần phải hiểu và chúng ta không cần phải biết cách thức làm như thế nào miễn là chúng ta biết rằng anh à, nó đã được phân loại là bây giờ bạn chọn lên đây cho mình nhé đấy thì bạn thấy là ở bên trong cái trang symbology à, cho cái lớp này à, bây giờ để mình kéo cái này rộng ra xíu để người ta dễ nhìn đấy thì nó đã được thiết lập sẵn tất cả những cái symbology ở đây và nó thiết lập theo cái unit value thì trong các video trước thì ta cũng đã có tìm hiểu qua cái cách thức cái kỹ thuật này rồi là nó sẽ thiết lập cái unit value này nó sẽ dựa vào một cái trường một cái trường nào đó bên trong cái lớp này cái lớp mà chúng ta đang chọn này thì thông qua cái trường đó nó sẽ liệt kê ra tất cả những cái dữ liệu đang có trong trường đó là có bao nhiêu cái loại có bao nhiêu cái loại giá trị khác nhau thì từ đó là nó sẽ sớm một cái màu sắc cho một cái loại cụ thể thì mình thấy là trong trường zone này nè nó sẽ có rất là nhiều cái loại ha, bud bds r 10 r 15 thì cứ thế một cái loại như vậy thì nó sẽ xếp cho một cái màu sắc khác nhau. Rồi à, trước khi làm tiếp thì ở đây là mình mới giới thiệu thêm ha. Ờ, ở đây thì chúng ta thấy có rất là nhiều loại thì loại nào là loại thương mại để chúng ta biết chúng ta chẳng hiển thị đó thôi. Thì à, trong cái dữ liệu này à, mô tả là đây là cái loại GC này nè. Ha. Cái GC này đây là một cái loại thương mại. GCS cũng là một cái loại thương mại. ha à, GC là à, thương mại tổng hợp. Còn GCS là thương mại tổng hợp đặc biệt và cuối cùng là CBD bạn tìm xem CBD um, C... đây à, CBD CBD là khu trung tâm thương mại ha đấy thì nó có ba loại đó là ba loại thương mại như vậy có nghĩa là chúng ta cần hiển thị ba cái loại này thôi rồi tiếp tục hai product của chúng ta trong cái uh, bài này đó là gì chúng ta cần chúng ta chỉ cần hiển thị các vùng thương mại thôi ha chỉ cần hiển thị các vùng thương mại thôi uh, thì bây giờ chúng ta sẽ để làm được việc đó thì giờ chúng ta sẽ cần giữ lại các vùng như là cbd g gs và gcs gc hoặc là gcs ha thì để làm được việc đó thì đầu tiên là chúng ta sẽ uh, bấm chọn lên cái hàng đầu tiên ha sau đó chúng ta giữ phím ship sau đó các bạn bấm xuống cái hàng này nha đó rồi sau đó là bạn à, uh, chuột phải lên những cái vùng mà bạn mới chọn ở đây ha rồi sau đó là bạn chọn rồi à, như vậy là nó đã à, remove bớt các loại đó đi rồi ha tương tự như vậy thì ở đây chúng ta sẽ bỏ luôn các loại còn lại sau đó bạn chọn remove rồi à, tới bước này à, tới bước này thì bạn thấy rằng là à bên trong cái layer này của bạn nó chỉ còn lại các loại còn hiển thị các loại là của thương mại mà thôi à, hiển thị các loại của thương mại mà thôi à, cái việc xóa này cái việc xóa này cái việc xóa này à, nó sẽ không mất bên trong cơ sở dữ liệu nha à, cái này thì nó chỉ ảnh hưởng về mặt hiển thị thôi có nghĩa rằng có nghĩa rằng là các bất động sản mà có các loại này đang được hiển thị cho các bạn còn những loại khác thì không được hiển thị à, à, mình thấy đây cũng là một cách mới so với ạt ngày xưa nếu như trong ạt chúng ta chỉ cần uh, set up uh, unit value theo uh, giống như thế này à, thì tất cả những cái dữ liệu mà nó có trong cơ sở dữ liệu đều hiển thị ở đây hết à, chúng ta muốn hiển thị một số lớp mà đó thì chúng ta uh, sẽ giữ lại uh, hiển thị một số loại dữ liệu đó thì chúng ta sẽ giữ lại cái loại ở đây và các loại còn lại các loại còn lại nó sẽ được gộp vào trong một cái nhóm là nhóm Inno hay là nhóm không uh, không có 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 được tạo ra và nằm trong đó uh, khi đó là bạn muốn uh, tắt mở thì bạn có một dấu check để bạn tắt mở những cái lớp đó à, còn ở đây thì chúng ta rất đơn giản thôi là chúng ta muốn thị cái nào thì chúng ta giữ lại chúng ta không thì chúng ta sẽ xóa bỏ cái hiển thị ở đi và một điều chú ý ở đây là chỉ là xóa bỏ hiển thị thôi nhé, nó không mất trong cơ sở liệu cho nên là chúng ta cứ yên tâm về việc này ha. Rồi à, như vậy thì à, tới bước này à, là cái máy chúng ta đã hiển thị được đúng cái phần à, đúng cái phần dữ liệu mà chúng ta cần. Đấy thì ở đây nó chỉ hiển thị các đối tượng là là lớp là các các bất động sản à, hiển thị đúng là các bất động sản dạng thương mại mà thôi ha. Rồi như vậy là chúng ta đã xong cái phần à, symbology này chúng ta đóng nó lại ha rồi à, như vậy thì bây giờ bước tiếp theo chúng ta sẽ làm gì à, như mình có nói á, thì cái laser này ở đây nãy ban đầu là người ta đã thiết lập sẵn rồi nó sẽ sẽ ướp tất cả các uh, đã symbology cho tất cả các vùng mà đúng không cái vùng theo tất cả các loại bất động sản à, thì vừa rồi là chúng ta mới làm một cái hành động là chúng ta đã xét up lại một lần nữa để chỉ hiển thị các loại bất động sản là dạng thương mại thôi à, thì bây giờ chúng ta sẽ uh, xuất cái laser uh, này sang thành một cái định dạng laser À, của Pro à, từ đó thì khi mà đã xuất sang về định dạng laser rồi á, à, thì cái file laser đó chúng ta không thể uh, gửi người này gửi người kia để khi mà họ mở lên thì họ sẽ nhìn thấy là uh, các laser uh, nhìn thấy là cái laser này nó sẽ chỉ có ba cái loại này thôi được hiển thị lên trên đây ha thì để làm được cái đó thì đầu tiên chúng ta sẽ chọn lên trên cái đầu tiên chúng ta chọn lên cái lớp này ha rồi sau đó thì bạn thấy là ở trong tab xe nè bạn bấm vào tab xe nè À, bạn nhìn thấy trong cái sale sales ha thì bạn sẽ chọn vào trong cái à, xin lỗi các bạn mà trong cái trong cái nhóm là sales ha thì bạn sẽ chọn vào trong cái laser file à, khi bạn chọn laser file xong thì nó sẽ yêu cầu bạn là chỉ định một cái nơi nào đó để lưu trữ lại ha. chỉ định một cái nơi nào đó lưu trữ lại à, thì thông thường thì nó sẽ động nó mở luôn cái thư mục à, mà chúng ta đang làm việc các cái thư mục mà À, lúc chúng ta khởi tạo cái project này Nó tạo qua chúng ta một cái thư mục làm việc á Của cái project này á Thì à, thường thì chúng ta sẽ lưu trực tiếp bên trong cái thư mục này luôn Hoặc là bạn muốn lưu một thư mục nào khác Thì tùy ha Còn bây giờ mình sẽ trực tiếp lưu trong cái thư mục mà mình đã tạo ra để lưu cái project này Và ở đây cái tên file thì mình sẽ đặt lại ha à, Để cho mình à, mang tính chất gợi nhớ nè Thì ở đây là mình sẽ à, Đặt lại là à, ha loại các bạn nè Commercial Only john rồi như vậy là cái lớp này là chỉ hiển thị các bất động sản commercial thôi rồi bây giờ mình sẽ bấm save lại rồi như vậy là nó đã được lưu lại rồi đó mình có thể kiểm tra ha chúng ta vào lại trong cái my nè thì bạn thấy là trong đây là cái dự án chúng ta và đây là cái lớp mà mình mới vừa lưu lại đây là lớp này ha rồi như vậy có nghĩa là à, bây giờ à, bây giờ với cái laser mà bạn mới vừa lưu ra này à, thì chúng ta cũng có thể dễ dàng tận dụng lại ở một cái map khác ví dụ chúng ta tạo một cái map khác và chúng ta cần add cái laser đó vào thôi và nhiên chúng ta sẽ phải chọn đúng tới cái cái lớp dữ liệu bên dưới của nó à, khi add vào rồi nó sẽ xuất hiện ra trong như thế này à, có nghĩa là chúng ta không cần phải sẽ up lại à, đó thì đó là một trong những cái lợi ích của việc mà chúng ta à, lưu trữ những cái laser đã được thiết lập với được cấu hình về symbology hoặc là nhiều hơn là như là các hiển thị nè về mặt tỷ lệ hiển thị vân vân mọi thứ à, thì à, cái thông tin nó sẽ được lưu lại trong cái file layer bạn chú ý là cái file layer này nó có đuôi là layer của chữ S phía sau là đây đó là cái file layer của AZRO. À đây là file layer của ICF Pro Còn cái file layer này nè, cái file layer này nó không chỉ phía sau thì cái file layer này được tạo ra từ act map ha. Rồi, à, tiếp theo mình sẽ làm thêm một bước nữa. Rồi, bây giờ cái map này chúng ta là à, tới đây là coi như là đã về mặt à, mục đích hiển thị là đã hiển thị đúng rồi ha. Bây giờ chúng ta làm một bước nữa đó là ta sẽ đổi tên cái map lại. À, tại sao còn đổi tên map? thứ nhất thì đây là cái tên mặc định khi mà bạn khởi tạo rồi với lại cái template map thì nó sinh ra bạn một cái map và đặt tên là là map luôn tên là bản đồ luôn à, thì uh, trên thực tế thì một rồi chúng ta nó khả năng nó sẽ chứa được nhiều cái map ha thì tốt nhất là chúng ta nên đặt tên cho một cái map như vậy có một cái tên uh, một cái tên uh, riêng cho nó ha để rất là để chúng ta dễ dàng quản lý sau này ha rồi để đổi tên thì bạn ở trong cái một map nè à, của cái rồi nè này ha bạn chụp map bạn sổ xuống, thì đây bạn chọn lên cái map và sau đó bạn chụp phải rồi sau đó bạn sẽ chọn rename ở à, đây thì bạn sẽ đặt là đó, thì đây là các bất động sản à, dùng để hiển thị bằng thương mại xong mà nhấn enter ha rồi như vậy là cái map của chúng ta đã được đổi tên rồi đó thì bạn thấy là cái map trên đây nó cũng được đổi tên rồi. rồi thì vừa rồi là một cách để chúng ta đổi tên bản đồ bản chất đổi tên bản đồ thì à, ngoài cái cách này làm ở đây chúng ta cũng có thể uh, chuột phải lên đây sau đó chúng ta chọn property thì khi đó ở trong phần render này thì chúng ta cũng thay đổi cái tên ha. và hiển nhiên đó là để mở cái tab để mở cái cái, cái 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 thuộc tính bản thuộc tính vừa rồi thì chúng ta có thể nhấp trực tiếp bên trên cái map để chúng ta mở ra thì nó cũng tương tự cách mà chúng ta uh, thao tác với lại một cái laser thôi đối với laser chúng ta mở thuộc tính thì chúng ta chọn property thì cũng mở lên cái uh, cái laser property chúng ta hoặc là chúng ta bấm trực tiếp bên trên cái laser này nó cũng sẽ mở ra cho chúng ta ha thì nó tương tự đối với cái map. Rồi như vậy thì mình mới nói thêm một cách khác để chúng ta có thể đổi đổi tên được cái map ha. Rồi, ở à, tới đây thì coi như là cái map đầu tiên à, chúng ta cần à, đã xong ha. Cái map đầu tiên, cái map đầu tiên là dùng để hiển thị các bất động sản mà dạng thương mại lên thôi. À, và sau cái bài tập này thì chúng ta đã làm được một số vấn đề như là chúng ta cũng phải chúng ta biết được cách tạo một project nè, chúng ta biết kết nối tới một cái database, kết nối tới một folder như thế nào, chúng ta biết add các lớp dữ liệu vô như thế nào, ta sẽ symbology và chúng ta sẽ add một cái layer như thế nào và sau đó chúng ta xuất một cái layer ra nó như thế nào và ý nghĩa của cái việc đó như thế nào ha. Rồi, trong cái bài thực hành tiếp theo là chúng ta sẽ làm thêm một bài thực hành để vì chúng ta nói là chúng ta cần thứ hai cái map mà chúng ta còn một cái map nữa ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục để thực hiện tiếp bài thực hành tiếp theo. Trong bài tập tiếp theo này thì chúng ta sẽ cần làm một cái bản đồ số 2. Bản đầu đầu tiên thì chúng ta đã có rồi ha. Đấy, bản đồ đầu tiên. À, thì trong cái bản đồ số 2 này là cái bản đồ mà chúng ta sẽ hiển thị các bất động sản thương mại à, Các bất động sản thương mại đã hiển thị đây rồi ha Tuy nhiên các bất động sản thương mại này nó sẽ có diện tích đã từ 1 cho tới dưới 3 mẫu anh à, Như mình nói thì do dữ liệu trong đây nó lưu trữ là mẫu anh á à, Về dữ liệu thì chúng ta có thể mở, mình có thể mở lên ha Open Attribute Table lên Attribute Table lên thì bạn thấy là ở trong đây nó sẽ có cái cột là cái cột ạt uh, này nè đi này nè, đó, thì đây chính là cái cột diện tích ha, diện tích À, lưu trữ thông tin diện tích của những cái uh, cái cái vùng những cái khu vực mà uh, có diện tích của các khu vực đó ha nó diện tích các khu vực à, sẵn đây mở đây lên đây thì mình cũng nói thêm thì bạn thấy đó ở trong cái uh, cái bản dữ liệu thì bạn thấy nó có rất là nhiều cái loại nè ở, ở phần zoning của nó là nó có rất nhiều loại uh, rất nhiều loại thương mại ở uh, rất nhiều loại bất động sản thì cái mà chúng ta hiển thị trên đây thì bạn thấy trên đây chỉ hiển thị uh, cái loại của thương mại thôi ha uh là những thì loại thương mại thôi đấy thì là các loại như là cbd g gc hoặc là gc rc uh, gc tipulation ha thiên thì ba loại này là bài bài hiển thị thôi tuy trong dữ liệu nó vẫn có đầy đủ ha cho nên cái việc mà chúng ta hôm qua chúng ta xóa uh, cái việc mà hồi nãy chúng ta xóa những cái 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 symbology của những cái đối tượng còn lại những cái loại còn lại thì sao trong dữ liệu nó không hiện mất nó chỉ không hiển thị thôi ha trong dữ liệu vẫn có ha rồi chú ý như vậy đó thì quay trở lại đây thì đây chính là cái cột mà chúng ta đang chứa diện tích ha thì bây giờ mà trong cái bản đồ thứ hai á cái mà chúng ta cần á là chúng ta sẽ cần hiển thị thêm một cái bản đồ và trong bản đồ đó chúng ta chỉ hiển thị các cái vùng ha các vùng mà thương mại có diện tích từ 1 tới dưới 3 hết dưới ba mẫu anh rồi trong đầu tiên thì chúng ta vô cái bài này ha thì để tạo bản đồ thứ hai này thì đầu tiên thì chúng ta sẽ sẽ tạo một cái bản đồ mới ha tạo một bản đồ mới bằng cách là chúng ta sẽ sao chép lại cái bản đồ trong cái bài tập này có nghĩa là chúng ta sẽ sao chép lại bản đồ này ha trong cái bài thực hành thứ nhất là chúng ta tạo bản đồ này rồi để cho bài thực hành thứ hai thì chúng ta sẽ sao chép lại bản đồ này để chúng ta sẽ sinh ra cái bản đồ số hai thì thay vì ngay từ đầu là chúng ta cũng thể là à, thêm mới bản đồ rồi chúng ta tự thêm lớp dữ liệu vô nó làm thủ công như vậy ấy. thì bây giờ để tận dụng lại những kết quả chúng ta đã có được, chúng ta đã làm rồi thì chúng ta sẽ sao chép lại ha. thì hiển nhiên là bạn nếu bạn muốn thực hành lại thì thì bạn có thể làm ở một bản đồ xong là bạn lại thêm tới một cái map gì nữa thì uh, như mình nói có nhiều cách để chúng ta thêm map ha thì tại đây thì chúng ta có thể uh, thêm một cái máp mới rồi sau đó chúng ta sẽ add cái map đó vào trong cái 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 cột sách của chúng ta ha uh, cái bản đồ của chúng ta uh, rồi cái vùng hiển thị của chúng ta đấy thì uh, bạn thực hiện theo cách đó ha rồi giờ ở đây thì trong trường hợp này thì mình sẽ chỉ bạn thêm một cách mới một kỹ thuật mới thì chúng ta thấy là sao chép sao chép thì chúng ta tận dụng lại những cái gì mà chúng ta đã từng làm rồi ha thì cái bản đồ số 2 này ở đây là mình mong muốn là nó sẽ có được đầy đủ các thông tin ha. và ở đây chỉ hiển thị là các, các vùng mà chỉ là diện tích từ 1 tới 3 thôi thì chúng ta sẽ làm ha đầu tiên đó là trong phần uh, map nè rồi tại đây là bạn sẽ chọn trong cái bản đồ này rồi sau đó là bạn sẽ uh, copy cái bản đồ này rồi giờ tiếp tục trong đây thì bạn chuột phải nè bạn paste nó vô đây đấy thì khi mà bạn dán nó vào thì nó sẽ có một cái cái tên thì nó lấy cái tên giống tên trụ kênh cũ ra, do mình chỉ cần sao chép thôi mà, cho nên tuyên đi để phân biệt được với cái cái cũ đó, thì ở đây nó có thêm một số một. Đấy, à, thì cái việc mà như mình nói cái việc mà sao chép như thế này nó sẽ giảm rất nhiều cái công đoạn cho chúng ta trong cái việc xây dựng lại mới một cái bản đồ. Hiển nhiên, hiển nhiên ở đây là do nhu cầu chúng ta, chúng ta cần một cái bản đồ mới nó hoàn, nó giống, nó giống một số có một số lớp nó giống giữ lại ví dụ như chúng ta nói là trong cái này chúng ta sẽ cần giữ lại các lớp như là rod nè lag nè stream nè đó, city limit nè county limit nè đó thì mình sẽ giữ lại cái lớp này và cái lớp zone này luôn à, lớp zone này thì mình sẽ cấu hình một tí xíu để nó hiển thị những cái 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 zone từ một tới ba mẫu anh thôi đó thì phần lớn các thứ là giống nhau cho nên là chúng ta sẽ sao chép lại ta sẽ sao chép lại. Nếu như ngay, ngay từ đầu cái bản đồ số 2 chúng ta là một bản đồ hoàn toàn khác gồm những lớp dữ liệu hoàn toàn khác thì tất nhiên cái việc sao chép này lại thì nó lại cũng không có mang nhiều ý nghĩa ha. À, thì trong trường hợp đó chúng ta sẽ tạo mới một cái map. Nhưng trong trường hợp này chúng ta sẽ sao chép lại ha. Rồi, ở đây thì mình sẽ đổi tên lại cái cái map này ha, đổi tên lại cái map này. Thì đổi tên cái map thì bữa hổm trong các bước trước thì chúng ta cũng đã biết rồi ha, có nhiều cách thì đây là một trong những cách đó thôi thì mình đổi trực tiếp ở đây ha. Thì mình sẽ đổi nó thành là vì đây nó sẽ chỉ hiển thị những cái uh, gọi là cái uh, cái map mà chứa những cái uh, bất động sản mà từ 1 cho tới 3 ha từ 1 cho tới 3 ba mẫu anh thì nó gọi là như thế này ha. Đấy thì mình sẽ đặt tên nó như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ uh, chuột phải vào đây ha à, bây giờ mình sẽ đưa cái bản đồ này vào trong cái cái map chúng ta ha và mình sẽ chọn open rồi thì sau khi bạn open thì bạn bây giờ đây bạn sẽ thấy rồi uh, cái map mới đã được hiển thị nè bạn thấy không đây là cái map mới nè là mới của chúng ta nè uh, cái map cũ nó sẽ nằm ở một cái tab khác ở đây bạn thấy ha đây là cái map cũ đấy thì khi mà chúng ta ở đây thì nó có một cái sự điểm khác biệt là nếu như bạn nào đã từng dùng bản map rồi thì bạn thấy có một cái điểm khác biệt ở trong mặt map ở trong mặt map các map á các bản đồ á À, ở bên cái table content thì giả dụ như chúng ta cho à, trong bản báo nó cũng cho phép có nhiều bản đồ thì khi mà chúng ta cho nhiều bản đồ vào trong cái table content thì bên đây sẽ sinh ra nhiều cái bản đồ à, thì chúng ta sổ xuống chúng ta sổ xuống thì chúng ta thấy tất cả các lớp dữ liệu cho bản đồ đó cái bản đồ số 2 thì nó nằm ở phía dưới đây à, thì đó khi đó những cái bản đồ nó mới gọi là data frame à, trong đó trong bản gọi là data frame thì cứ như thế chúng ta thêm nhiều data frame thì, data frame ha thêm nhiều data frame bên trong, bên trong data frame khi chúng ta sổ xuống chúng ta thấy có tất cả các lớp dữ liệu và tại một thời điểm thì chúng ta chỉ nhìn thấy được một cái map thôi bằng cách chúng ta ảnh tích data frame nó lên thì cái map nó sẽ hiển thị ở đây. Còn bây giờ azure không không hiển thị kiểu đó nữa. Lúc nào ở bên content nó cũng chỉ có một cái map duy nhất thôi. Và khi mà chúng ta mở vào cái map tương ứng thì nội dung của cái 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 content chỗ này nó sẽ hiển thị theo đúng nội dung của cái map đó. À, bạn thấy ha. À, và danh sách các map nó sẽ được quản lý ở trong cái cái phần project catalog project ở đây ha. Thì bạn thấy để là sự trong cái sự khác biệt về mặt hiển thị. Rồi bây giờ thì chúng ta đã tạo ra bản đồ mới trong cái giảng của mình rồi ha. Để giải quyết cái bài toán đó là, là hiển thị những cái bất động sản từ 1 tới 3, tới 3 mẫu anh á. Thì đầu tiên chúng ta cần phải tiến hành chúng ta lọc, trong à, lọc. Ta lọc cái, cái 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 lớp này ra. Ta lọc cái lớp này ra nè. À, chúng ta sẽ lọc cái lớp này ra để à, ta lọc theo cái thuộc tính, thuộc tính diện tích vừa rồi á À, lọc cái thuộc tính, đường tính rồi để, để, để chỉ hiển thị những cái đối tượng này thôi chỉ hiển thị những đối tượng từ một đến ba mẫu anh thôi ha thì để làm việc đó chúng ta sẽ nhấp chuột phải vào trong cái lớp uh, lớp zone ha sau đó chúng ta sẽ chọn là uh, thuộc tính chọn property tại đây chọn property uh, hoặc là chúng ta nhấp kép vào trong lớp zone này cái bảng property này cũng sẽ hiển thị lên cho chúng ta ha rồi sau đó thì chúng ta sẽ uh, chọn vào trong cái phần uh, definition query đây rồi tiếp theo là chúng ta sẽ nhấn vào trong tạo một cái uh, định nghĩa mới ha, query mới definition query mới rồi à, tại đây thì chúng ta có query đầu tiên nè ở đây thì nó có một cái điều kiện là que nè à có nghĩa là gì tại cái tính năng này nó sẽ giúp cho chúng ta set up một cái query tức là một câu truy vấn ha một câu truy vấn thông qua cái câu truy vấn này à, thông qua câu truy vấn này thì cái lớp dữ liệu này của chúng ta nè à, lớp dữ liệu của chúng ta nó sẽ hiển thị à tất cả những cái đối tượng mà thỏa điều kiện của câu chi vấn này ha. rồi tạm thời lúc này bạn nhớ như vậy ha nó sẽ chỉ hiển thị những cái đối tượng mà thỏa điều kiện của câu chi vấn này thôi ha rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng xem ha thì à, ở cái ở đây nó cho phép chúng ta nhiều thêm rất là nhiều câu chi vấn ha thì đầu tiên chúng ta làm cái câu chi vấn đầu tiên tương tự từng cái câu màu ha đầu tiên thì mình sẽ uh, xử lý cái câu chi vấn đầu tiên ha à, đầu tiên thì mình muốn là ở trong cái que nè que này chứ gì chúng ta đang muốn hiển thị những cái đối tượng mà diện tích của nó từ một mẫu anh cho tới nhỏ hơn ba mẫu anh thì cái điều kiện đầu tiên là bây giờ đầu tiên là mình sẽ hiển thị những cái đối tượng mà nó có diện tích từ một mẫu anh trở lên trước ha và sau đó mình sẽ thêm một điều kiện số 2 là và những đối tượng nhỏ hơn ba mẫu anh thì đó hai đối tượng này nó sẽ kết hợp với nhau thì nó sẽ có được cái điều kiện mà chúng ta cần ha thì là cái việc mà chúng ta kết hợp điều kiện à, nếu như bài toán bạn đơn giản hơn thì bạn sẽ dùng một điều kiện thôi trường hợp này do hai cái này nó có đầu trên và đầu dưới cho nên chúng ta sẽ thiết lập nó theo hai điều kiện ha đầu tiên chúng ta làm điều kiện đầu tiên à, tại quê đây que đây là chúng ta sẽ lựa chọn cái trường mà chúng ta đang muốn à, phân tích điều kiện của nó ví dụ ở đây mình đặt mình đang nói là diện tích của các khu vực này nó phải nhỏ hơn hoặc lớn hơn như thế nào đó thì cái vấn đề chỉ là diện tích thì diện tích hồi nãy mình có nói rồi nó nằm trong cái trường là đi này à, thì chúng ta chọn trường đi rồi tiếp theo khi mà chọn trường đi xong thì sql nó dựa vào cái kiểu dữ liệu của cái trường này để nó gợi ý tiếp ra là các gọi là các toán tử tiếp theo mà chúng ta sẽ phải có thể áp dụng cho cái trường này thì khi đó thì ở đây bạn thấy là nó gợi ý cho chúng ta rất là nhiều cái toán tử ở đây nè và nó đang dịch à, sang chữ rồi ở đây thì bạn thấy cái mình đang cần nó là lớn hơn ha đầu tiên mình đang muốn lớn hơn một mẫu anh mà à, thì lớn hơn thì ở đây là chúng ta sẽ dùng dụng cái từ đó là greater than ha greater than lớn hơn còn đây là lớn hơn một bằng cái này tiếng anh thì bạn dịch ra ha equal là bằng nè đó, nó là không bằng, nghĩa nghĩa là bằng. Còn đây là không bằng. Greater than là lớn hơn. Greater than or equal là bằng hoặc lớn hơn. led than là không bằng, không bằng nhỏ hơn thì gọi tính khác là nhỏ hơn hoặc bằng. Đấy, đó là những cái mà thông thường chúng ta thường sử dụng ha. Rồi ở đây mình sẽ chọn là greater than lớn hơn. À ở đây thì chúng ta sẽ sẽ chỉ chọn là lớn hơn một mẫu anh và nhỏ hơn ba mẫu anh ha. Thì ở đây là mình sẽ chọn greater ha, lớn hơn chứ không bằng nữa lớn hơn màu anh ha rồi ở đây màu anh thì mình nhập số 1 vô tiếp theo là chúng ta sẽ nhấn vào add thêm một cái câu truy vấn nữa ha chúng ta thêm vào một câu truy vấn nữa à, bây giờ mình sẽ bấm vào add cloud à, chúng ta thêm một câu truy vấn nữa à, thì khi mà thêm một câu truy vấn nữa ở đây nó lại xuất hiện cái cách thể hiện nó hơi khác xíu ở đây nó có một cái option nữa ở option này có chữ n hoặc o cái này thì nó liên quan tới toán tử và nó liên quan tới cái logic tí xíu ha ở đây là chúng ta muốn hiển thị những cái đối tượng nó lớn hơn một mẫu anh và những đối tượng nhỏ hơn mẫu anh trong cái câu phân tích vừa rồi chúng ta thấy chúng ta đã sử dụng một cái từ là và à, với câu điều kiện đầu tiên thì chúng ta đã tìm ra được những đối tượng lớn hơn mẫu anh rồi nếu như để, để câu điều kiện đầu tiên không thì nó sẽ hiển thị tất cả những đối tượng nào có diện tích lớn hơn mẫu anh lớn hơn mẫu anh ha một mẫu anh hai ba, ba mẫu anh bốn mẫu anh cũng hiển thị luôn năm mẫu anh nó cũng hiển thị luôn diện tích hiển thị luôn. thì chúng ta chỉ muốn hiển thị lớn hơn một anh thì câu đầu tiên là là xong. nhưng bây giờ chúng ta muốn là lớn hơn một mẫu anh và nhỏ hơn ba mẫu anh. thế thì và ở đây, đây chúng ta nói trừ và, à, chúng ta phải chúng ta phải thêm nữa một điều kiện nó điều kiện và, à, thêm một điều kiện và ở đây, đây là điều kiện và ha. Tuy vào từng trường hợp thì chúng ta có thể sử dụng là điều kiện or, thì hoặc là điều kiện và. thì trong trường hợp này chúng ta muốn hai điều kiện này nó sẽ kết hợp lại nhau để nó loại bỏ đi những cái không cần thiết với cái điều kiện số 2 khi mà chúng ta dùng điều kiện và là nghĩa là chúng ta phải bắt buộc là hai cái đối tượng này hai chỉ hiển thị khi hai cái điều kiện này đúng điều kiện đầu tôi là lớn hơn 1 mẫu anh điều kiện thứ hai là nhỏ hơn ba mẫu anh ha thì tại đây tạm thời mình cũng sẽ lựa chọn là cái trường đi này và mình cho nhỏ hơn ba mẫu anh Khi là hai điều kiện này nó kết hợp lại với nhau Nó kết hợp lại với nhau cả hai điều kiện này nó sẽ phải cùng đúng bắt đầu khi đó nó sẽ tìm ra tất cả những đối tượng chỉ thỏa cả hai điều kiện này thôi đây là việc thỏa cả hai điều kiện ha dùng và là phải thỏa cả hai điều kiện có nghĩa là gì lớn hơn một và phải nhỏ hơn ba thì khi đó nó sẽ lọc qua chúng ta là một hai à, không phải nó lọc qua chúng ta là hai ba à, cứ trong cái khoảng hai ba hai ba hai ba đó thì nó sẽ lọc qua chúng ta những khoảng như là nhỏ hơn một hoặc là lớn hơn ba nó sẽ không lọc thì dựa vào hai điều kiện này như thế ha rồi à, thì tùy vào từng cái bài toán đặc thù khác nhau mà chúng ta sẽ có những cái quyết định là lựa chọn À, như thế nào ha thì như trong cái 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 video này thì mình sẽ không thể nào nói hết được tất cả những điều kiện rồi nó tùy điều kiện thực tế ha ok phần này khi bạn làm có gì thì chúng ta sẽ cùng trao đổi thêm à, tiếp tục thì thông qua hai cái điều kiện này thì chúng ta đã à, có thể có được cái câu chữ vấn cần thiết chúng ta rồi ha rồi à, cuối cùng thì à, chúng ta sẽ bấm vào ok à, bấm vào ok để áp dụng cái câu chữ vấn này ha để đầu tiên mà bấm apply trước nè hãy bấm like trước nè nó rút gọn lại hiển thị câu chữ vấn chúng ta ngắn gọn vậy thôi ha rồi sau đó thì bạn bấm ok thì sau lược sau khi bạn nhấn ok xong thì bạn thấy rằng là cái những cái hiển thị của những cái khu vực mà thấy các vùng các vùng khác thì nó đã không không còn hiển thị nữa thì tại đây sẽ hiển thị các vùng mà thỏa điều kiện chúng ta lớn hơn 3 và và nhỏ hơn một vào đây ha rồi, à, bây giờ mình sẽ mở bản thuộc tính lên để chúng ta xem trong, trong dữ liệu nó đang có gì ở đây ha. Rồi, bạn thấy nè, à, bên trong dữ liệu á, bên trong dữ liệu bây giờ á, là à, nó chỉ còn hiển thị những cái đối tượng cho chúng ta là lớn hơn 3 và nhỏ hơn một thôi. Bạn thấy không? Đấy. nó chỉ có 118 thôi. À, nếu bạn để ý thấy thì hồi nãy là mình mở lên lần đầu tiên á, thì nó đã có khoảng 3.000, bây giờ còn có 118 thôi. Có nghĩa là nó lọc ra, nó đã lọc ra tất cả trong cái dữ liệu lọc ra tất cả những những cái đối tượng và chỉ lớn hơn một và nhỏ hơn ba nên thị cho bạn ở đây ha đấy thì cái cái sự khác biệt đây là gì là cái cái việc mà chúng ta set cái definition á definition query á là nó sẽ tiến hành nó lọc dữ liệu và nó chỉ hiển thị cho cho chúng ta lên trên bản đồ à, lên trên cái các bạn dữ liệu ở đây là những cái dữ liệu nó thỏa cái điều kiện mà nó đã lọc thôi ha à, chứ nó sẽ không phải là nó nó xóa những cái đối tượng đi trong đối tượng, những đối tượng đó bên trong database vẫn còn ha Đó thì đây chính là cái sự khác biệt giữa cái việc là chúng ta uh, Không hiển thị những cái đối tượng đó lên trên bản đồ Với cái việc là chúng ta lọc các đối tượng đó Lọc đối tượng thì nó sẽ không có chi vấn những đối tượng đó Để nó hiển thị lên trên cái bộ dữ liệu mà chúng ta đang nhìn thấy ở đây Đấy, còn cái việc là không hiển thị đối tượng thì khi mà chúng ta lót dữ liệu lên trong cơ sở dữ liệu có bao nhiêu đó đối tượng thì nó sẽ lót lên hết như chúng ta hiển thị tất cả này như chúng ta tuy nhiên nó chỉ không hiển thị lên bản đầu thôi còn bên trong cái bản cơ sở dữ liệu này chúng ta vẫn có tất cả các đối tượng đó đó là cái việc mà tắt hiển thị đối tượng không hiển thị đối tượng giống như Cibology vừa rồi á chúng ta không hiển thị đối tượng thì bên trong đối tượng đó nó vẫn có khoảng ba ngàn mấy cái đối tượng của đầy đủ của cái table này tuy nhiên khi mà ta xếp cái definition query rồi á thì à thì cái phần mềm nó sẽ không lót hết tất cả những đối tượng lên trên cái theo bộ TV chỗ này chúng ta xem nữa mà nó chỉ lót những đối tượng nào mà thỏa cái câu chi vấn đó thôi thông qua cái việc đó mà thấy rõ ràng thông qua cái việc đó thì ở đây với số lượng dữ liệu nó ít đi nè thì nó sẽ tối ưu hơn cái việc hiển thị cho chúng ta tức là chúng ta set up cái việc definition vary đó thì đã giúp tối ưu cho việc hiển thị tức là nó sẽ không lót hết tất cả dữ liệu lên đây À, còn hiển còn tắt hay mở hiển thị trên đây thì à, chúng ta sẽ à, như như mình mới nói đó, nó không ảnh hưởng tới cái việc mà dữ liệu ở trong đây trong đây nó vẫn sẽ lót hết dữ liệu lên chứ cái điều nó không hiển thị thôi còn khi mà chúng ta muốn lót những dữ liệu chúng ta cần thiết thôi á thì chúng ta sẽ cái deviation query giống như mình mới vừa làm ha rồi nói thêm các bạn như vậy rồi, thì giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta lưu dự án lại ha lưu lại rồi bây giờ thì để tăng thêm cái độ hiểu cái ý nghĩa cho cái ngữ cảnh ở đây thì giờ mình sẽ thêm một vài cái lớp khác vào trong cái bản đồ này của mình ha bản đồ này ha này bản đồ này bản đồ hiển thị 1 thứ ba này à, giờ chúng ta sẽ trở lại cái phần database của chúng ta đây quay lại database ha và mở lại cái db này cho mình rồi tại đây thì bạn vào trong cái phần bay nè à, bạn mình sẽ cần thêm cái lớp này vô thì cái lớp này là cái lớp thửa đất ha à, đây là, các khu vực. đây là các khu vực, đây là các khu vực, đây là các khu vực, các khu vực này lớn hơn nhiều ha. Còn đây là các thửa đất này, trong khu vực này các bạn sẽ nhìn thấy rõ, chúng ta sẽ có những thửa đất. Thì mình thêm các thửa đất này vào để mình xem rõ là vậy thì chính xác trong những cái khu vực mà thương mại nè, đang hiển thị đây là thương mại này đúng không? Và diện tích lớn, diện tích từ một tới ba nè. Vậy thì trong đây nó có những thửa đất nào thì chúng ta sẽ thêm này vào. Ta chuột phải, chúng ta chọn, tôi current map. Cái bước này thì bạn đã đã làm rồi. Thì khi bạn thêm vào á, bạn thấy là cái lớp ba này nè, cái lớp ba này nè, cái lớp thử đất này nè, nó đang nằm phía trên, nó đang nằm phía trên cái lớp John nó che mất luôn cái lớp John thì nó không, chúng ta không nhìn thấy được. Thì giờ chúng ta sẽ cần phải đưa cái lớp này xuống bên dưới lớp Ừ Rồi bây giờ mình sẽ sắp xếp, xếp lại xíu ha, à, chúng ta sẽ đưa cái lớp này xuống dưới lớp John à, lớp xuống dưới lớp zone nằm ở đây. Rồi à, và mình sẽ à, à, mình sẽ đưa cả cái lớp cao limit này mình sẽ xếp lại cho nó nằm bên dưới luôn ha à. rồi như vậy thì bạn đã thấy rồi ha đây giờ mình sẽ zoom to lên xíu ha Đấy thì bạn thấy là à ở đây thì chúng ta à, có những cái khu vực này có những cái thửa này là thửa đất thương mại nè à, đây là những thửa đất thương mại à. rồi mình cũng nhìn xem khảo sơ qua thôi ha đó à, thì đây là những cái khu vực này là thửa đất thương mại nè rồi à, bây giờ thì à, chúng ta sẽ dùng cái kỹ thuật chúng ta đã học à, để chúng ta làm một số việc như sau ha cái này mình thấy cái lớp paso chỗ này á, nó hiển thị thế này nó che hết tất cả những cái phần nội dung bên dưới rồi thì giờ để mình sẽ ốp nó lại rồi bây giờ là chúng ta sẽ bây giờ thì mình sẽ à, thiết lập cái độ trong suốt của cái lớp paso này để cho nó nhìn thấy được cái lớp bên dưới ha chúng ta chọn lớp sau này ha thì thiết lập độ trong suốt và mà hiển thị chúng ta làm ở đâu chúng ta làm trên map làm trong feature laser feature laser rồi tại đây ở phần à, Uh, đây phần effect nè thì chúng ta sẽ set up cái uh, cái trend baron của cái lớp này ha đấy thì uh, tạm thời là mình sẽ để nó ở uh, ở mức độ này đi ha hai tám phần trăm đó phần thân này đấy thì bây giờ bạn thấy là nó đã cái độ trong suốt của nó đã nó đã tương đối trong suốt hơn rồi ha thì bây thì giờ bạn có thể set up nó uh, thêm uh, để cho nhìn thấy rõ hơn cái phần uh, cái phần bản đồ nền bên dưới ha, cái này thì tùy mình thôi. Đây giả dụ như mình tăng thêm xíu nữa đi. Rồi ví dụ như vậy. Rồi để giúp cho cái lớp uh, lớp zone này nè, là rồi cái lớp zone của chúng ta ha, để giúp cho cái lớp zone của chúng ta nó nổi bật hơn xíu á. Thì bây giờ mình sẽ uh, quay lại trong tab map nè, mình sẽ bấm vào trong cái space map ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đổi tên cái lớp này lại. Ha, đổi tên lớp lại một xíu ha, thì tại đây bạn dẫn property nè, và đây bạn đổi tên của nó vào trong renderon ha tại đây thì mình sẽ đổi tên lớp này thành là rồi bây giờ để mình sửa lại cái tỷ lệ hiển thị ha, chung à, mình chọn ở lớp đây mình sẽ chọn là zoom to layer Đấy thì khi bấm zoom to layer ở lớp city limit này thì nó sẽ đưa cái màn hình cho thấy được cho ta thấy được toàn bộ cái lớp city limit ha. Đây là cái giới hạn của thành phố ha. Rồi. Ờ, tại đây thì mình sẽ up lại cái tỷ lệ hiển thị này nó nằm ở 24.000 luôn ha. Đây là 24.500 này, mình sẽ xếp lại là thành 4.000. Rồi, bây giờ mình sẽ lưu dự án lại. Ở thì vừa rồi là mình sẽ up lại cái phần hiển thị thôi ha mình dựa vào lớp city limit để mình cho nó sâu lên toàn bộ cái vùng này chúng ta luôn à, bây giờ tiếp theo thì mình sẽ làm thêm một cái bước nữa à, trong việc trình bày bản đồ này là chúng ta sẽ hành thêm cái chú thích và bản đồ à, thì hiện tại trong cái cơ sở dữ liệu này á, chúng ta có một cái à, có một cái lớp mà nó gọi là chú thích ha à, một lớp chú thích thì cái việc mà trong các bài trước khi mà chúng ta làm cái phần chú thích thì chúng ta cũng có thể dùng giả sử như chúng ta muốn hiển thị chú thích của ví dụ như ở đây chúng ta có cái lớp 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 đường đi lớp tuyến giao thông này đi ha thì chúng ta thị chú thích bằng cách là chúng ta vào trong cái map này chúng ta vào label ha vào label thì chúng ta sẽ up cái chú thích cho cái 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 đường đó thì bên cạnh để hiển thị cái chú thích cho bản đồ Ngoài việc chúng ta dùng cái label thì cái label cái label này nó sẽ hiển thị trực tiếp lên trên cái map chúng ta và nó thay đổi dựa vào cái tỷ lệ và kích thước nó thay đổi chúng ta một cách chủ động nó nó động mà nó thay đổi và chúng ta sẽ up đó theo cái thuộc tính thuộc tính của cái lớp đó thay đổi thì cái 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 cái, cái label nó cũng thay đổi theo nếu chúng ta có sẽ theo dựa vào cái thuộc tính thì cái bài trước thì chúng ta đã làm rồi đấy thì ở đây nó còn có một cái thuộc khác để trình bày bản đồ thì chúng ta là đó là chúng ta sử dụng một cái lớp dữ liệu một cái lớp tên là lớp cái loại lớp đó là lớp annotation thì cái annotation này nó sẽ nó cũng sẽ giúp chúng ta sinh ra các label nó sinh ra cái label cho chúng ta đấy Uh, mục đích của annotation này thực chất đó là dùng cho công tác à, nó có nhiều ứng dụng thì một trong những ứng dụng của nó là là dùng để chúng ta có thể in ấn được cái bản đồ ra thì khi, khi in cái bản đồ ra thì chúng ta chọn cái lớp dữ liệu chúng ta muốn in ra à, là phải có lớp liệu rồi thì nó mới hiển thị được phần không gian nội dung bên trong để chúng ta in ra tuy nhiên nếu như chúng ta chỉ để label á chúng ta sẽ đi sử dụng tính năng label để chúng ta label cho những cái dụ như con đường những cái tuyến đường nó hiển thị tên tuyến đường lên thì khi in ấn ra chúng ta sẽ không in ấn được nội dung đó ra tức là nội dung các tên tuyến đường ra được bởi vì cái chuyện mà sử dụng label đây nó chỉ là về mặt kỹ thuật số thôi tức là nó dựa vào cái dữ liệu và nó nó hiển thị cái nội dung lên trên đây chúng ta thì khi in ấn ra chúng ta thì uh, nó không có tự nhận biết được cái phần tên đó để nó hiển thị ra cho chúng ta đâu không thể ra được à, cho khi chúng ta chụp hình màn hình lại thì hiện những thông tin có trên màn hình đó chụp lại chúng ta in, tờ, in cái kết quả chụp đó ra thì chúng ta sẽ nhìn thấy à, nếu chúng ta thực hiện cái tính năng in ấn bản đồ thông thường ở trong cái cái app này, này à, ở trong cái app này, này thì để in được những cái tên đường đó ra thì chúng ta sẽ phải kết hợp với một cái lớp gọi là lớp Annotation à, nó cũng là một cái layer ví dụ như Feature Layer thì đây nó cũng là một cái layer thôi là kiểu Annotation thì cái Annotation này chính là nó sẽ chứa tất cả tên của những cái label lên trên cái lớp này à phải có một cái nơi lưu trữ lại thì chính là cái lớp này sau đó ta in ấn in kèm cái lớp này ra thì nó sẽ được ha ok thì bây giờ ở trong cái dữ liệu chúng ta cũng đã có sẵn một lớp annotation rồi và chúng ta cần thêm vào thôi ha à, tạo annotation như thế nào thì nếu như có cơ hội thì chúng ta sẽ nói sao tại vì đấy nó một cái chủ đề tạo annotation thì nó cũng không 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 phải thuộc trong cái nhóm cơ bản đâu à, chúng ta phải tìm hiểu thêm à, tuy nhiên trong cái cơ sở dữ liệu này thì mình đã có sẵn một lớp annotation chúng ta thì chúng ta cần thêm vào thôi ha rồi bên trong cái số liệu của mình thì đây trong phần bay này nó có lớp space nè à, chúng ta chuột phải và chúng ta add to current map ha rồi bây giờ mình sẽ đánh dấu cái khu vực này lại để cho cái bút map này lại ha mình sẽ đánh dấu cái bút map này lại ha thì chúng ta vào trong uh, base map ha à, chúng ta sẽ vào trong menu map rồi bút map thì nằm ở đây à sorry các bạn nằm ở đây ha thì kỹ thuật bút mát này ý nghĩa là gì thì mình cũng đã nói trong video trước rồi ở à, đây mình đang muốn chỉ cần muốn ghi nhận lại cái khu vực này thôi à mình đang cần có một cái nhìn tổng quan về cái bản đồ này thì uh, thay vì uh, mình sẽ phải uh, kéo tới ben zoom rồi này kia để nó ra được cái vị trí này thì bây giờ mình đang thấy cái vị trí này rồi mà thấy vị trí này bị giấy chuẩn rồi để hiển thị cái bản đồ là chuẩn rồi bây giờ mình sẽ tạm thời mình đánh dấu vị trí lại ha trong bút map nè bạn uh, hoặc là hoặc là bạn bấm lên bút mát đây bạn chọn đi bút map ha rồi tại đây thì mình sẽ đặt tên cho cái bút mát này, à, đặt tên cho bút mát này thì mình sẽ ghi là Entire City tức là toàn bộ thành phố, à, toàn bộ thành phố. Rồi sau đó là mình sẽ thêm một cái uh, mô tả vô, à, mô tả vô thì tùy bạn có thể đánh mô tả bằng bất cứ ngôn ngữ gì mà bạn có thể dễ hình dung được ha. thì đây mình nói là đây là cái đây là cái bút mát nè ha cái bút mát này nó sẽ uh, zoom Uh, cái uh, cái map ha tới toàn bộ cái cái bản đồ luôn ở cấp độ toàn bộ cái bản đồ của cái của cái uh, lớp city limits rồi uh, thì mình sẽ uh, Đi một ghi chú như vậy thì mình ok xong qua cái dấu trang này thì nó sẽ giúp chúng ta quay lại đúng vị trí này với cái tỷ lệ này rồi bây giờ mình bấm vào uh, Explore ha bây giờ mình sẽ zoom to lên để ta nhìn thấy chú thích ha thì uh, nó có một cái vấn đề ở chỗ là mình nói thêm em đối với cái lớp Anno này nè cái tỷ lệ của nó chốt chốt của, của nó nó sẽ được sẽ ở một cái tỷ lệ nào đó nhất định thì dù như ở tỷ lệ 2.57 này thì bạn đã nhìn thấy ra nhưng mà bạn cho tỷ lệ nhỏ hơn thì bạn sẽ không sẽ không nhìn thấy đấy thì đó là một trong những cái đặc tính của cái anh bởi vì khi mà giả sử chúng ta sẽ up cái anh này với cái tỷ lệ đâu đó mình nghĩ trường hợp này nhìn rõ là đó là khoảng 4.000 5.000 gì đó thì khi mà nó in ấn ban đầu chúng ta sẽ in ở đúng ở tỷ lệ đó thì cái annotation này nó mới hiển thị lên chúng ta thì như mình nói là mục đích của annotation này á, nó dùng lên nấng là chúng ta chọn cái lớp dữ liệu và chúng ta chọn kèm cái anh ra thì nó sẽ in kèm cái lớp anh này ra lên trên cái bản đồ của chúng ta còn nếu chúng ta muốn chúng ta chơi hay chụp hình in ra thì chụp hình in ra thì chúng ta thấy được khu vực này thôi còn ta in ra những bản đồ tỷ lệ ở với những diện tích như là không này kia đâu đó thì chúng ta sẽ đưa kèm cái lớp dữ liệu này vào và kèm luôn cái lớp anh này thì khi đó cái bản đồ in ra nó mới có được cái tên được mà đặc tính anh là gì nó không có thay đổi theo tỷ lệ ha nó đã cố định một tỷ lệ rồi đó thôi khi anh ấn ta in ấn đúng một tỷ lệ đó giả dụ chúng ta muốn có một cái tỷ lệ khác thì chúng ta sẽ tạo một lớp nô cho cái tỷ lệ khác ok ha rồi bây giờ quay ra đây thì zoom ở cấp độ này thì bạn có thể nhìn thấy được cái tên đường mình nghĩ là ở đâu đó khoảng uh, 1 nghìn tỷ lệ một nghìn thì bạn có thể nhìn thấy tên đường như thế này ha rồi bây giờ nè mình đã zoom tới đây rồi về giờ dụ mình muốn quay lại để mình nhìn thấy toàn bộ toàn cảnh thành phố thì mình làm sao bây giờ thì có nhiều cách làm nhưng mà hồi nãy mình đã tạo bút mắt rồi thì giờ mình chỉ cần đơn giản lắm mình chỉ cần Uh, và trong bút mắt của mình thì đây là cái entire city nãy mình đặt này mình bấm một cái uh, thì sẽ đưa cho chúng ta trở lại tới bút mắt trở lại toàn bộ cái toàn cảnh của thành phố rồi giờ chúng ta lại lưu dán lại một lần nữa ha rồi như vậy là chúng ta đã có hai cái bản đồ rồi ha à, bây giờ à, bây giờ thì mình muốn mình muốn có thêm một cái bản đồ nữa ha à, Giả dụ như bây giờ là mình đang muốn là thấy như là hai bản đồ chúng ta làm xong rồi bây giờ mình làm thử thách thêm ha chúng ta sẽ cùng làm thêm vài kỹ năng tiếp theo ha À, bây giờ mình đang muốn là có thêm một cái bản đồ nữa ha mình có thêm một bản đồ nữa thể hiện cái vị trí của cái hệ thống thoát nước của thành phố mà nó liên quan tới các bất động sản thương mại ở đây nè mà nó có liên quan tới bất động sản thương mại mà có có diện tích từ một tới ba ở đây nè ha Đấy, mình đang muốn hiển thị cái việc đó à, thì bây giờ mình còn một bản đồ nó hiển thị nữa bởi vì à, giống như là à, chúng ta còn biết cái hệ thống thoát nước ở đây như thế nào và khi mà các bất động sản thương mại này nó được hình thành đó, à, thì à, chắc chắn là chúng ta cần phải chuẩn bị cái công tác À, cho cái việc thoát nước à, ví dụ như vậy à, thì chúng ta còn biết được cái hệ thống thoát nước à, nó như thế nào liên quan như thế nào đến những cái bất động sản hiện tại này à, thì để làm việc đó thì chúng ta cần một bản đồ mới đúng không ạ à, cần một bản đồ mới à, thì trong cái bài tập này trong bài tập này chúng ta sẽ hồi à, nãy là nãy giờ là gì từ hai cái bài tập trước là chúng ta à, thêm bản đồ mới từ tem rồi đúng không Và sau đó thì chúng ta cũng sao chép bản đồ à, thì bây giờ bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một kỹ năng khác là thì làm thế nào mà một bản đồ có sẵn á, chúng ta add một bản đồ có sẵn vô ha thì một bản đồ có sẵn vô rồi sau đó chúng ta sẽ thao tác cái bản đồ đó à, thì ở cái bài tập này á, là mình có à, chúng ta có sẵn một cái bản đồ ha, chúng ta có sẵn một cái bản đồ một cái file bản đồ có sẵn ha thì chúng ta cần phải đưa nó vào trong cái project này ha. À, thì toàn bộ những bản đồ trong đồ chắc thì nó được quản lý ở đây ha bây giờ chúng ta phải đưa một cái bản đồ có sẵn chúng ta vào trong cái cái đây và trong cái nơi quản lý này sau đó chúng ta mới à, mở nó lên trên cái cái project chúng ta được ha để làm việc đó thì bạn có nhớ là hồi nãy trong cái phần ngày trước ở trong cái phần folder của mình đó thì cái thư mục dự cái thư mục dữ liệu cho cái cho cái chương này cái thư mục dữ liệu cho cái chương này thì nó nằm ở trong cái à, mình có gửi ha thì bạn mở cái phần đó lên của bạn thì bạn sẽ thấy là trong đó bạn sẽ tìm ra được nó làm có một cái laser có một cái laser này nè ha bạn sẽ tìm ra được nó sẽ có một cái laser đó thì à, chúng ta sẽ à, nó sau đấy các bạn nó sẽ có một cái map ngoài là giờ một cái map cái map này nè nó sẽ có cái map à, thì giờ chúng ta cần phải đưa cái map này vào trong cái khu vực quản lý của project tức là những cái map quản lý project nằm ở đây à, đưa nó vào trong đây rồi sau đó chúng ta sẽ mở nó lên à, rồi chúng ta sẽ làm tiếp từ cái map đó à, rồi à, thì để làm để làm việc đó thì bây giờ chúng ta sẽ à, đầu tiên là chúng ta sẽ trong cái map này nè trong cái nơi quản lý các project ở à, quản lý các map trong project chúng ta chúng ta chuột phải ha rồi sau đó chúng ta chọn import à, thì bây giờ chúng ta sẽ à, chọn chỏ được dẫn tới cái thư mục rồi của chúng ta ha. Rồi thì đây chính là cái thư mục project của mình ở đây. Đó thì giờ mình sẽ chọn lên trên cái map này chúng ta ha, rồi mình sẽ open. Thì trong phần của bạn thì bạn tải cái project ừ, cái thư mục mà chứa dữ liệu về thì sau đó bạn sẽ kiểm tra xem trong đó thì sẽ thấy cái map này ha. Rồi thì khi mà mình chọn add cái map vào trong đây á, mình chọn add cái map vào trong đây, mình chọn import cái map vào đây thì khi đó nó đã tự động nó đưa cái dữ liệu vào trong cái 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 map chúng ta. À, thì hiện tại ha, hiện tại cái map mới này à, bạn thấy không thì gần đây nó có những cái dấu hiệu chấm than nghĩa là gì nó đang bị trỏ sai data suốt thì giờ chúng ta sẽ set up lại cái data suốt cho nó ha à, đây mình sẽ dựa vào cái lớp ba này là cái lớp nào mình biết nó là lớp nào trong cơ sở dữ liệu rồi đúng không rồi bấm vào đây để bạn sẽ up lại cái data suốt cho nó rồi bạn mở cái database ra ha đây thì đây là database của chúng ta Uh, đó thì đây là bay mà chúng ta đã kết nối nè đây là những cái database bay mà chúng ta đã kết nối trong đồ này nằm bên trong ra này ha thì ở đây bạn mở cái chip file lên vào trong base ba uh, sò thì nãy bạn biết rồi và trong lớp ba sò xong bạn bấm ok thì tất cả tự động những cái data sụt này sẽ động nó sẽ sửa lại cho bạn ha đó thì kết quả sẽ trong như thế này bây giờ thì chúng ta sẽ cần thêm một cái lớp hiển thị vị trí của các bất động sản của các uh, bất động sản thương mại ha, có kích thước từ 1 tới 3 mẫu anh. À, thì bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái uh, lớp từ cái bản đồ trước đó. Tức là bạn nhớ là ở cái bản đồ trước á, bản đồ trước thì chúng ta cũng đã có một cái lớp đó rồi, cái lớp mà hiển thị cái bất động sản thương mại có diện tích từ 1 tới 3 mẫu anh á à, thì chúng ta trong cái bản đồ này chúng ta cũng cần một cái lớp tương tự giống như vậy. Thì ở đây nghĩ tới việc này thì chúng ta sẽ nghĩ tới việc là hồi nãy chúng ta làm rồi thì không lẽ nào chúng ta làm lại, không, chúng ta không làm lại ha, chúng ta sẽ tận dụng lại cái lớp kia. Mà muốn tận dụng lại cái lớp cũ kia thì chúng ta phải suốt cái lớp cũ kia nó thành một cái laser sau đó chúng ta sẽ import cái laser đó ngược vào bên trong đây ha rồi đầu tiên thì chúng ta cần phải mở lại cái cái map mà đang chứa cái cái lớp mà mà có cái bất động sản mà từ 1 tới 3 mẫu anh ha À, thì trường hợp nếu như bạn đã có bạn đã tắt xếp rồi và mở lại thì có khả năng cái map nó sẽ không hiển thị ở đây à, thì để mở cái map thì bạn biết rồi à, để mở cái map đây là cái map chúng ta cần mở cái map thì bạn chọn là open thôi nó sẽ mở cái map lên cho bạn ha còn là trường hợp nãy giờ mình mở sẵn rồi mình bấm qua đây lại nè đấy thì giờ mình qua đây lại rồi bây giờ cái nhiệm vụ của mình là mình sẽ export cái lớp này ra mình sẽ export cái lớp này ra bạn nhớ là bạn chọn lên trên cái laser ha rồi bạn vào trong cái cái tab map nè à nhầm mình tắp xe chứ hả rồi tại đây thì bạn chọn là cái uh, Rồi ở đây là bạn sẽ chọn là cái uh, Layer file ha Đây, save as layer file Rồi ở đây thì mình sẽ đặt nó vào trong cái uh, Cái cái folder dự án của mình luôn ha Mình đặt vào trong cái folder dự án của mình luôn ha đó, Thì tùy cái folder dự án bạn nằm đâu Cái folder mà bạn lưu cái project này nằm ở đâu Thì bạn đặt nó ở đó ha Rồi ở đây mình, nãy giờ mình lưu ở đây Trước giờ mình lưu ở đây thì mình đặt ở đây ha Giờ mình sẽ sửa tên cái này lại tí xíu À, mình sẽ sửa trên nó thành là show uh, bất động sản nè từ 1 cho oh, sorry từ 1 cho tới 3 3 AC từ 1 cho tới 3 dưới đi đi rồi sau đó mình xem nó lại rồi bây giờ mình trở lại cái bản đồ này ha Đấy. bây giờ chúng ta sẽ vào trong tab map trong add data rồi, thì đây nó chính là cái thư mục mà chúng ta lưu cái rổ chắc các bạn Ờ, thì tại đây bạn sẽ tìm thấy cái file mà bạn mới vừa export ra à, Bạn chọn đây sẽ bấm OK Rồi Cái lớp vừa rồi chúng ta đã được hiển thị lên rồi nè à, Thì uh, Add một cái lớp vô đây Vào trong Data Add ha Hoặc là cái file mà bạn mới vừa tạo ra đó Cái file mà bạn mới vừa tạo ra hồi nãy á Cái file mà bạn mới vừa tạo ra hồi nãy thì bạn cũng có thể uh, Chọn Ở đây ở đây thì để mình refresh lại cái Đây này trong cái thư mục này nè Cái file mà hồi nãy mình mới vừa tạo ra là file này đó Thì bạn cũng có thể cầm bạn kéo và bạn thả nó vào trong gai ha đây cũng là một cách là một cách để bạn thêm thì cách này nó đơn giản nó nhanh hơn ha rồi à, giờ mình sẽ tiếp tục ha à, thì giờ chúng ta cũng có thể à, trước tiếp tục thì chúng ta xem lại ha thì bạn nhìn thấy nè à, đó thì qua đây thì bạn nhìn thấy được là cái hệ thống đường ống ha. hệ thống đường ống này này hệ thống đường ống nó hút nước nè đó và như cái hố ga này đó thì nó đi như thế nào xung quanh các bất động sản thương mại của chúng ta ví dụ như chút bất động sản này nó có một cái hố ga ok khá tốt gần đây cũng có cái hố ga như vậy là về mặt thoát nước thì mình nghĩ là cũng sẽ ok rồi đó không vấn đề gì trong trường hợp này à, ví dụ như đây đi uhm, đây ví dụ trong trường hợp này ở đây thì cái cái hố ga nó lại không gần với đồng sản này đấy thì chúng ta sẽ có phương án như thế nào đó đấu nối ống ra sao đó ví dụ vậy ha rồi à, bây giờ ta sẽ làm một bước nữa à, bây giờ mình sẽ cần phải set up cái nhãn à, để hiển thị cái kích thước à, mình muốn hiển thị cái kích thước trên cái đường ống này À, để mình nhìn vô mình biết cho nó nhanh hay là với cái ống này thì cái thứ ống bao nhiêu cũng như là cái khả năng xử lý truyền à, tải dẫn cái nước thải của nó là như thế nào á thì từ đó mình quyết định xem là có cần phải nâng cấp hay không để phục vụ cho các bất động sản thương mại khi mà ở cái khu vực nào có gì bất động sản thương mại nó phát triển á à, hình như đây là này không có là có khu vực tập trung mà nó ví dụ đây cái khu vực này nè có rất nhiều bất động sản thương mại à, có rất nhiều bất động sản thương mại nó phát triển đấy thì bây giờ làm sao à, mình làm sao mình cần biết luôn cái đường kích thước của đường ống đó ở khu vực này không có một cái đường ống nào hết nè đây mình cần biết cái thước đường ống đó để mình xử lý ha rồi để làm việc đó thì đầu tiên là bạn sẽ chọn vào trong xếp cái label mà mình chọn ở trong đây ha rồi thì trước khi mà xếp cái kích thước đường ống đó, thì bây giờ mình cần biết cái trường này là trường trước cái thước đường ống ha thì mình sẽ trước tiên mình mở cái bản thuộc tính lên trước ha attribute table đây ở đây chúng tôi có bay sai đây à, trường bay sai sẽ là cái trường trước cái thước đường ống đây thì trường bay sai chính là trường trước cái thước đường ống ha rồi, chúng ta sẽ đóng bản hộ tính lại. Rồi, vẫn đảm bảo là cái cái trường đường ống thoát nước đã được chọn ha, sau đó chúng ta vào trong labeling. Rồi, bây giờ mình sẽ bật nhãn cho đường ống ha. Sau đó bạn chọn Fill là by size. Rồi, khi bạn select by size thì bạn thấy là à những cái nhãn nó được hiển thị lên đây cho bạn nè ha. À, đây, con số 8 nè, là kích thước ha. À, tuy nhiên thì à, nếu như với cái kích thước này à, chúng ta cần phải xử lý lại để cho hiển thị tốt hơn á à, nếu bạn zoom nhỏ như thế này thì bạn sẽ không thể nào nhìn thấy cái thước này nữa tuy nhiên mà không nhìn thấy mà bản bản chất nó vẫn hiển thị ở đây là bạn thấy không nó vẫn hiển thị ha à, thì cái việc hiển thị này nó không có ý nghĩa gì hết ha thì giờ mình sẽ làm thêm một cái bước nữa là chúng ta sẽ set up cái à, cái tỷ lệ hiển thị của nhãn cái việc này thì chúng ta cũng đã nói trong những video trước rồi mình sẽ up cái tỷ lệ hiển thị của nhãn để cho nó tối ưu cái việc hiển thị ha à, thì rõ ràng là đâu đó ở những cái tỷ lệ lớn này mình nghĩ là ở đâu đó khoảng tầm tới đây rồi, tới 10.000 rồi nhưng ta không nhìn thấy nữa rồi. Bây giờ đó là... nên là giờ mình sẽ set up là ngoài 10.000 chúng ta sẽ không cần phải hiển thị cái nhãn này nữa ha. Ở thì tới đây mình sẽ mình sẽ nhập cái số liệu là 1 phần 10.000 lên đây. Rồi như vậy thì qua khỏi 10.000 là cái ví dụ đây 1 phần 15.000 thì nó không còn hiển thị nữa ha. Rồi, bây giờ thì nhãn nó bắt đầu hiển thị rồi nè. Ha rồi bây giờ để cho những cái nhãn này dễ 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 đọc hơn đó, thì giờ mình sẽ set up lại ha uh, set up tiếp ví dụ như bây giờ mình sẽ tiến hành mình cho nó là nó ở dạng pon nó đậm lên ha uh, và mình nghĩ là cái kích thước của nó thì mình cũng sẽ cho nó to hơn khoảng 14 bốn để chúng ta dễ dàng nhận thấy ha rồi bây giờ mình sẽ chọn lại cái màu sắc khác để cho nhìn nó dễ dàng hơn xíu ha uh, mình sẽ chọn là màu xanh ở đây nếu bạn bấm vào Address ha đó, thì bạn thấy rằng cái hiển thị cái cửa sổ cấu hình à. thì như mình nói ha cái label thì nó nó sẽ một cái lớp có năng sẽ có nhiều cái label mà tối thiểu nó sẽ có một cái loại label ha thì nó sẽ được quản lý bởi một class một cái class thì đây đặt tên là class one à. thì ở đây là class one này thì nó đang hiển thị cái bài sai thì cái trường sai à. trong cái bản thuộc tính chúng ta là đang hiển thị là hiển thị cái trường sai cho cái trường sai bên trong cái field chúng ta nè đó Red Sun là sai nè thì ở đây là mình muốn hiển thị cho nó rõ ràng hơn á à, muốn hiển thị cho rõ ràng hơn thì ở đây mình sẽ viết à, thêm chữ uh, bài sai sau đó mình sẽ nhớ thêm cái dấu uh, dấu cộng ở đây rồi mình sẽ nhấn apply thử xem như thế nào ha à, trước tiên thì mình sẽ uh, verify cái cấu trúc này có đúng không đã rồi biểu thức này là đúng xong mình bấm apply à, thì bạn thấy là ở đây cái chữ bài sai đã hiển thị lên à, có ở đây mình nghĩ là mình sẽ thêm một cái uh, khoảng trắng nữa ha mình nhấn apply lần nữa đây thì bạn thấy là à, như vậy thì có chữ bài size hiển thị ra về à, đây nghĩa là chúng ta thấy được là cái label này để hiển thị như vậy thì nó sẽ trực quan hơn ha rồi mình sẽ đóng này lại bây giờ mình thấy kích thước hiển thị nhãn như thế này nó cũng chưa có được tối ưu lắm ha thì bây giờ mình sẽ bây giờ mình sẽ đặt lại cái vị trí của mấy cái nhãn này xíu ha à, bây giờ mình sẽ mở cái này ra à, đây mình sẽ chọn cái dạng này đó là nó sẽ hiển thị uống công theo cái đường à, bạn thấy không ví dụ như cái đường này là mình zoom nhỏ lại xíu nè à, thì cái đường này nó công là bạn thấy nó công theo không à, nó công theo ha chỉ bay sai nó công theo à, hình như là cái chữ này nó hơi to đúng không mình sửa lại đi chắc là để 12 là hợp lý hơn á thì uh, như vậy thì bạn đã thêm thành công cái uh, cái nhãn uh, cái nhãn thì cái thước vào cái đường ống rồi uh, tuy nhiên thì nó sẽ có một số nó có thêm một số tùy chọn bổ sung để có thể cải thiện cái giao diện và cái như là cái hiệu suất hiển thị ha thì giờ chúng ta sẽ thực hiện một số cái điều chỉnh tiếp ha bạn sẽ lấy chuột phải vào trong cái lớp đường ống này rồi bạn chọn là uh, label property uh, để mình xem label property rồi uh, thì nó sẽ mở lại cửa sổ lát giống hồi nãy thôi ha uh, giống như bạn giống ở ha rồi bây giờ mình tiếp tục nè. Rồi tại đây thì bạn sẽ bấm vào phần position ha. Rồi ở đây thì bạn chọn vào trong cái biểu tượng này, giải quyết xung đột ha, bấm vào đây. Rồi tại đây thì bạn bấm sổ xuống cái chỗ này là loại bỏ các nhãn trùng lập. Rồi tại đây bạn lựa chọn là xóa trong khoảng cách cố định. Rồi ở đây thì đầu tiên mình sẽ chọn hình là map unit ha, và mình sẽ chọn là 500 rồi à, cái việc này á, là nó sẽ giúp cho chúng ta làm cho các nhãn này trong nó bớt lộn xộn hơn à, mình ví dụ nha à, ví dụ ha à, đây ở đây bạn thấy có hai cái nhãn không à, nếu mình zoom nhỏ hơn xíu ha à, thì tính ra hai cái nhãn này nếu mình mình mà không làm cái hành động này á, là hai cái nhãn này nó sẽ bị chồng đè lên nhau à, nó zoom lại và cứ thấy nó chồng đè lên nhau nhìn rất là khó nhìn đó à, khó nhìn ha thì giờ mình sẽ up cái 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 này nó sẽ giúp mình remove những cái duplicate label nhưng mà trong một khoảng cách cố định thì khi mà những cái label này nằm ở trong một khoảng cách cố định này á dụ 500 đơn vị bản đồ nè thì bản đồ này đã dùng đơn vị gì à, thì nó sẽ thị nó sẽ tính theo đơn vị đó ha thì hai trong cái khoảng đó mà nếu hai cái đối tượng này nó lại trùng lên nhau mà trong cái khoảng đó ha thì lập tức nó sẽ loại bỏ một và chỉ hiển thị lại một cái thôi nó sẽ tính toán hiển thị lại chúng ta ha Đấy. Nói nó ví dụ trong trường hợp này đây là hai cái này nếu mình zoom nhỏ lại thì nếu như mà không xếp cái này thì hai cái này sẽ bị chồng lên nhau nhưng mà giờ nó đã tự động nó tính toán lại hiển thị cho chúng ta ha để tối ưu ha à, tuy nhiên đây chỉ là một trong những cái option tùy chọn mà chúng ta làm thôi bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một cái nữa ha để nó tối ưu của việc hiển thị nha rồi bây giờ mình sẽ mở rộng cái cái tùy chọn là kích thước tối thiểu ha rồi ở đây thì mình sẽ chuyển qua đơn vị bản đồ luôn ở đây sẽ là trăm đơn vị bản đồ thì cái việc mà chúng ta thiết lập cái minimum for label link uh, cái minimum feature size này nó sẽ giúp cho uh, chúng ta loại bỏ các nhãn, tức là không sẽ không đặt nhãn cho các đối tượng uh, mà nó có cái size tối thiểu là 100 đơn vị bản đồ. Thường thì cái này sẽ áp dụng cho các đối tượng dạng đa giác hoặc dạng đường, tức là trong bản đồ chúng ta khi mà có những đối tượng đa giác ngoài dạng đường mà có cái thước nó quá nhỏ đi thì chúng ta sẽ không có cần phải hiển thị cái labeling cho nó nữa à, không hiển thị cái labeling chúng ta bỏ qua không hiển thị thì quyền này sẽ giảm cho cái độ phức tạp của cái những cái labeling cho nên nó sẽ giảm xuống ha rồi à, các thành phần còn lại thì khả năng là bạn sẽ tự tìm hiểu thêm ha à, thì trong cái chương này chúng ta sẽ tạm ngưng ở đây ha. Trong cái chương này cũng khá dài ha à, thì hiện tại thì chắc là sắp tới đây mình sẽ chuyển đổi qua cách biểu diễn khác cứ một chương như vậy mình sẽ làm một video ha để cho các bạn theo dõi nó nó liền mạch à, rồi thì chương này chúng ta sẽ tạm dừng ở đây như vậy trong chương này thì chúng ta đã cùng thực hành được một số cái kỹ năng làm việc trực tiếp với dữ liệu bản đồ 2D, chúng ta tạo bản đồ từ tem nè nè, chúng ta thêm cái 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 laser vào, thêm dữ liệu vào như thế nào nè, chúng ta chúng ta kết nối tới folder như thế nào, chúng ta kết nối tới database như thế nào, chúng ta thêm dữ liệu từ database bay vào như thế nào, rồi sau đó chúng ta thêm các laser có sẵn vào như thế nào, rồi chúng ta tạo các laser uh, setup về symbology về label, à, chúng ta tìm hiểu thêm những kỹ thuật đó và thực hành thêm lại à, thì Uh, chương này xong thì sau chương này xong thì hy vọng là bạn đã có uh, bạn đã có thể quen được với lại cái cách thao tác trên cái cái bản đồ uh, trên này Pro và chủ yếu là để làm việc với bản đồ 2 d à, bao gồm các thao tác như là thêm rồi symbology nó thêm dữ liệu symbology nó như thế nào à À, rồi, thì uh, trong cái chương tiếp theo, uh, trong tiếp theo thì chúng ta sẽ uh, nói về bản đồ 3D, hãy chúng ta sẽ làm việc uh, nhiều hơn tí xíu với bản đồ 3D, cũng như hiểu thêm một số khái niệm trong các bản đồ 3D như thế nào. Ok, video này sẽ tạm ngưng đây, chương này tạm ngưng đây. Cảm ơn các bạn ha, hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Bye bye.